Y đạo quan đồ. Chương 186, một hồng công như thế. Quách Chí Cường nhận điện thoại, khi hắn nghe ra giọng Tạ Lệ Chân, lập tức kích động đứng lên, bước ra hai bước hắn nhỏ giọng nói, "Tiểu Lệ, nhị lực của Trương Dương rất tốt, cự ly như thế hắn vẫn nghe rõ ràng, không khỏi rung mình một cái ta kháo." Mẹ nó, nổi hết da gà. Hải Lan cười ôn nhu nói, "Người yêu hắn tìm a." À. Người yêu cái sao sao sao, ta sẽ kể cho ngươi sau. Chỉ chốc lát sau thấy Quách Chí Cường mặt mày dạng rõ hướng bọn họ vẫy tay chào rồi xoay đầu chạy đi luôn. Trương Dương vội kêu điện thoại của ta. Ta mượn dùng trả lại cho ngươi sau. Quách Trí Cường hấp tấp nói rồi bắt xe đi luôn. Trương Dương lắc đầu thở dài bực mình mắng tiện nhân. Sau đó mới đem đầu đuôi ngọn ngành chuyện của Quách Chí Cường kể cho Hải Lan. Hải Lan nghe được nghẹn họng nhìn chân chối nghĩ không ra quách trí cường kia cư nhiên lại là một kẻ si tình như thế người ta là một kẻ khờ ngươi cũng đừng có châm chọc hắn giúp hắn một chút ta xem không có tí tiền đồ nào hải lan nhỏ giọng nói đổi lại là ngươi thì ngươi thế nào trương dương nhìn hải lan nói ngươi cho rằng ta sẽ buông bỏ sao hải lan lắc đầu cả hai đều không nói gì ánh mắt triền miên nhìn nhau qua hồi lâu hải lan mới hỏi ngươi chừng nào ly khao hương cảng định ngày mai dù sao ở đây lâu cũng chẳng có việc gì. Hải Lan nói trong đài muốn làm một phóng sự về du lịch, ta suy nghĩ một chút, lần này định tới Thanh Thai Sơn, dự định sẽ chế tác ba tập, vài ngày nữa là sẽ xuất cảnh về nội địa. Trương Dương vui vẻ nói chuyện tốt ra, người yên tâm, ta nhất định chuẩn bị tốt để tiếp đái. Hải Lan cười nói không cần đâu, những đồng sự này của ta đều rất nguyên tắc rõ ràng, cái gì ăn uống đều không thích. Trương Dương mỉm cười nói, ta cũng phải tiếp đón ngươi, thế nào cũng phải làm cho ngươi thỏa mãn. Hải Lan nhìn ánh mắt của hắn, nhỏ giọng oán trách bại hoại. Nàng nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, đừng có linh tinh. Chính sự còn chưa có bản xong, đài dự định là làm một bài siêu tầm. Không thành vấn đề. Hải Lan lại nói, nếu có thể liên hệ vương chuẩn, hay tìm một người nào có chút danh tiếng, ở Hồng Kông đều là như thế cả, chỉ cần không có đại minh tinh thì làm gì cũng đều khó cả. Trương Dương tự tin lấy điện thoại ra, nhưng chợt nhớ ra là điện thoại đã bị Quách Trí Cường lấy mất, Hải Lan đưa máy của nàng cho hắn. Trương Dương ngồi suy nghĩ một hồi, thật vất cả lắm mới nhớ ra số điện thoại của Vương Chuẩn, mới đem sự tình nói qua Vương Chuẩn đã lập tức đồng ý. Hắn vốn là đương lo lắng làm sao để có thể cùng với phía Giang Thành hợp tác kiến thiết cảnh khu thanh thai sơn cho nên thống khoái đáp ứng, ngoài ra có thể sẽ mời cả Lưu Đức Chính đứng ra, như thế cơi như là cấp mặt mũi cho Trương Dương lắm rồi. Trương đại quan nhân hài lòng cúp máy, hướng Hải Lan nói, toàn bộ xong rồi. Sau khi ăn xong, Hải Lan cùng Trương Dương tới cảng Victoria, nơi này coi là một trong những địa điểm tiêu biểu của Hồng Kông, hai người dọc theo con đường ven biển mà bước đi. Màn đêm buông xuống, những tòa nhà cao tầng trước mắt lung linh như những ngọn đèn, tạo lên một cảnh đêm tráng lệ bậc nhất ở phương Đông. Buổi tối ở đây rất mát mẻ, Trương Dương giang một cánh tay ôm lấy Hải Lan, gió biển thổi mái tóc của nàng tung bay, Hải Lan nhẹ giọng nói, từ lúc chào đời tới giờ, ta chưa bao giờ cảm thấy tự do thoải mái như thế này, Trương Dương cảm ơn ngươi. Trương Dương khẽ hôn lên má nàng, cảm ơn thế nào. Hải Lan ôm cánh tay hắn, ta sống bao lâu thì sẽ yêu ngươi bấy lâu. Trương Dương ôm chặt Hải Lan, ánh mắt nhìn xa xăm. Hải Lan nhỏ giọng, ngươi cũng không cần quá quan tâm, ta sẽ không quấn lấy ngươi đâu. Chỉ cần ngươi nhớ tới ta, thì thoảng tới đây với ta, như thế là ta đã thỏa mãn rồi. Quách Chí Cường được Tạ Lệ Chân hẹn gặp cũng rất thỏa mãn, nàng ta hẹn hắn 5 giờ, hắn ngồi đợi hơn nửa tiếng mới thấy nàng ta xuất hiện, bất quá kẻ đang yêu thường mù quáng, tính tình vốn vội vàng xung động của Quách Chí Cường tự nhiên lại biểu hiện ra rất nhẫn lại và hòa hảo, hắn mỉm cười, "Tiểu Lệ." Tạ Lệ Chân nhìn hắn, biểu tình lạnh lùng, "Quách Chí Cường, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi ta như thế." "Ừ, ta sẽ gọi tên tiếng Anh của ngươi." Tạ lệ chân ngắt lời hắn, ta van người đó, đừng có quấn lấy ta nữa có được không? Ta gặp ngươi hôm nay chính là muốn nói rõ cho ngươi, ta đối với ngươi thực sự là không có chút tình cảm nào với ngươi, chúng ta căn bản là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Tình cảm đều là có thể bồi dưỡng được. Ngươi đừng có mơ mộng nữa được hay không, ta căn bản là không hề thích ngươi. Nội tâm của quách trí cường trầm xuống, bộ dáng tươi cười trên mặt cứng ngắc, ngươi nếu không thích ta, tại sao lúc trước lại hôn ta? Khuôn mặt Tạ Lệ Chân hơi đỏ lên, ta đã hôn bao nhiêu kẻ rồi, lẽ nào ta đều thích họ hết? Ta không muốn nói chuyện, cũng không muốn gặp ngươi, sau này tốt nhất đừng tìm ta nữa." Tạ Lệ Chân nói xong xoay người rời đi. Quách Chí Cường nắm tay nàng, "Người gạt ta, có phải tên tiểu tử họ Trịnh kia uy hiếp ngươi?" Tạ Lệ Chân muốn vùng ra, nhưng vô pháp thoát khỏi bàn tay hắn, nàng bực mình nói, người buông ta a. À? Nếu không ta sẽ gọi cảnh sát đó." Quách Trí Cường nói lớn, ngươi nhìn thẳng vào mắt ta rồi nói cho ta biết, nhưng điều ngươi nói với ta có phải là sự thật hay không? Đương nhiên là thật, tạ lệ chân chẳng chút lưu tình nào nói. Ngực Quách Chí Cường như bị búa tạ nện chúng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, xa xa hai gã cảnh sát thấy tình huống có chút không đúng liền đi tới, tiểu thư. Có chuyện gì vậy? Tạ lệ chân rốt cuộc cũng thoát ra được khỏi tay hắn, nàng lắc đầu nói, không có việc gì, sau đó bước nhanh rời đi. Quách Chí Cường đứng ngây ngốc nhìn bóng lưng tạ lệ chân tiêu thất, hắn như hồn phiêu phách lạc đứng đó, rồi thất thần ngồi xuống. Thật lâu sau mưa oi chậm rãi đứng lên, uể oải bước đi vô phương vô hướng. Đứng trên cầu vượt, Quách Chí Cường nhìn màn đêm bao phủ ở Hồng Kông mà trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác cô độc trước nay chưa từng có. Hắn cầm chiếc di động dùng hết sức ném một cái thật mạnh. Chiếc điện thoại vẽ lên một đường parabol trên không trung trước khi vỡ tan tành khi rơi xuống đất. Quách Chí cường bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt nóng lên, vàng mắt có chút nhòe đi. Trong lòng hắn thầm tự trách mình, bản thân là một đại nam nhân thế nào lại mất mặt như thế, nếu để Trương Dương nhìn thấy cái bộ dạng này thì không biết là hắn sẽ cười thành cái bộ dạng gì. Quách Chí cường cầm chai rượu tu ứng ực tới cạn, trong ngực dường như cảm thấy thư thái đi một chút. Lúc này một đám thanh niên đầu tóc xanh đỏ tím vàng đi ngang qua, bỗng nhiên chúng xuất ra gậy côn, ông tuyết lao tới phía Quách Chí cường giả như là lúc bình thường hắn đối phó với đám tiểu lưu manh này chẳng có vấn đề gì nhưng hôm nay hắn uống rất nhiều rượu ngay cả đứng còn không vũng nói gì tới chuyện có thể phản kháng chỉ có thể đành dùng tay ôm đầu một giọng nữ nhân phẫn nộ vang lên phía xa tất cả đứng im cho ta cảnh sát đây nghe thấy hai từ cảnh sát đám lưu manh lập tức giải tán quách trí cường chỉ nghe thấy lộc cộc thanh âm của giày cao gót giã xuống nền đất sau đó một cánh tay vỗ vỗ vai hắn tiên sinh Ngươi không sao chứ? Có cần gọi xe cứu thương không?" Quách Chí Cường lắc la lắc lư đứng dậy. "Thế nào lại là ngươi? Nguyên lại nữ cảnh sát kia chính là Từ Mỹ Ni." Quách Chí Cường nhếch miệng cười không nói gì, xoay người rời đi. Từ Mỹ Ni đuổi theo hắn nói, "Đầu ngươi còn chảy máu kìa, để ta đưa ngươi đi bệnh viện." Quách Chí Cường hét lớn, "Ngươi đừng có quản ta, cẩn thận ta đánh ngươi." Từ Mỹ Ni còn chưa có gặp ai lấy oán trả ơn như hắn nếu như không phải có nàng thì đám lưu manh kia đem hắn đáp từ trên cầu vượt xuống rồi cũng nên. Vì thấy hắn đang bị thương, nàng cố gắng nhẫn nhịn, người cứ như thế rất nguy hiểm. Đưa số điện thoại của bạn người đây, ta gọi hắn. Quách trí cường xoay người lại, tay phải như thiểm điện chộp lấy yết hầu từ Mỹ Ni. Nàng căn bản không nghĩ hắn lại xuất thủ như thế, bàn tay hắn bóp rất chặt khiến cho nàng khó thở. Bằng kinh nghiệm của bản thân, hai tay từ Mỹ Ni túm chặt tay hắn, lên gối một cái vào bụng hắn. Quách Chí cường gục xuống đất, từ Mỹ Ni cũng ho khan mấy tiếng, nàng chỉ vào mặt hắn, người cư nhiên dám tấn công cảnh sát, ta sẽ bắt ngươi. Hai mắt quách trí cường lờ đờ nhìn về phía từ Mỹ Ni, hắn có nhận ra nàng, bất quá hiện tại nàng cũng không có mặc cảnh phục, hắn ha hả nở cụ cười, có can đảm, nói tới đây thì hắn mơ mơ màng màng ngủ mất luôn. Một cảm giác lạnh buốt, ướt sát phủ lấy hắn, hắn giật mình tỉnh lại thì thấy từ mỹ ni đang mặc cái áo đỏ đứng ngay trước mặt hắn mày liễu dựng thẳng nói đứng lên cho ta một đại nam nhân mà lại như thế này a à? uy phong lúc ban ngày của ngươi đâu rồi đảng viên quân nhân bộ dạng như thế này sao quách trí cường bị một gáo nước lạnh đã thanh tỉnh lại rất nhiều hắn cũng ý thức được chuyện nãy giờ xảy ra có chút xấu hổ gãi giã đầu có chuyện gì a à? từ mỹ ni chỉ chỉ vào cổ mình nói ít giả bộ thôi người thiếu chút nữa thì bóp chết ta rồi. Hiện tại ta bắt ngươi vì tội tấn công cảnh sát, về sở lấy khẩu cung. Quách trí cường cười nói, bỏ đi, ban ngày chẳng phải khai chán rồi sao. Nói xong hắn đứng dậy bỏ đi. Từ Mỹ Ni cả giật, đứng lại cho ta. Quách trí cường dừng dừng cước bộ, người rốt cuộc muốn thế nào. Tới bệnh viện với ta, bằng không ta bắt ngươi. Trương Dương đang ở khách sạn thì nhận được điện thoại báo liền vội vàng chạy tới bệnh viện, lúc này quách trí cường đã được băng bó, mặt mũi thì bầm dập đang ngồi ở khu nghỉ ngơi. Từ Mỹ Ni thấy hắn, rút biên lại ra, 1.100 đô la Hồng Kông. Trương Dương cảm ơn nàng sau đó rút ví ra trả tiền cho nàng, sau đó mới đi tới chỗ quách trí cường, nhìn bộ dạng cậu hắn Trương Đại Quan Nhân vừa tức giận vừa buồn cười, lắc đầu nói, biết gấu trúc quý hiếm, nhưng cũng không cần phải quảng cáo thế này a à. Phong cách thật, quách trí cường lúc này muốn cãi nhau với hắn cũng khó, cũng may là Trương Dương không có tiếp tục trêu hắn mà nhỏ giọng nói, người cũng có chút phong độ thân sĩ A. À. Quách Chí cường lúc này mới đỏ mặt đi tới chỗ từ Mỹ Ni nói, từ cảnh quan, thật cảm ơn. Từ Mỹ Ni lạnh lùng nói, cảm ơn cái gì, vì dùng nước đá dội cho người sao. Quách Chí cường cười, cũng có chút thú vị thật, nếu không ngại xin cứ tái hiện. Từ Mỹ Ni nhìn hắn, trên đầu quấn băng gạc trắng tót, trên mặt thì thâm tím lung tung, trông chật vật tới cực điểm. Từ Mỹ Ni nguyên bản định chế diễu hắn vài câu, nhưng nhìn thấy cái bộ dạng của hắn lại buông cười, cố gắng nín cười nói, lần đầu tiên ta thấy một quân nhân như thế này a. À? Trương Dương tươi cười vỗ vỗ vai Quách Chí Cường nói, từ cảnh quan, bản thân của ta luôn đặc biệt. Ngươi đừng có chấp nhặt với hắn. Từ Mỹ Ni không hiểu rõ ý tứ của hắn, khó hiểu hỏi lại, đặc biệt. Không đá đều ta thì không chịu được sao? Quách Chí Cường bực tức nói trương dương lúc này mới nhớ tới di động của mình điện thoại của ta đây quách Chí cường ngượng ngùng nói trong lòng ta không tốt hơn nữa lại uống khá nhiều rượu ta cho nó rơi tự do rồi ta kháo ngươi nhớ kỹ về giang thành tính luôn cả món nợ lần trước trả cho ta vẻ mặt quách trí cường cười hắn nói là bạn thân a à. mà ngay cả chút tiền lẻ ấy cũng tính toán ta mà thiếu tiền trả ngươi sao có quỵt của ai ta cũng không thèm quỵt của ngươi Vậy trả luôn đi. Từ từ, bây giờ ta chưa muốn trả đấy. Cẩn thận ta đánh ngươi a. À. Từ Mỹ Ni chẳng hiểu cả hai đang đùa, thấy bọn họ gân mặt căng thẳng vội khuyên, các người định làm gì thế? Là bạn bè mà vì chút tiền trở mặt sao a? À? Quách Chí Cường gật đầu nói, từ cảnh quan nói phải, ta ghét nhất loại người tham tiền như thế. Hải Lan lúc này mới tới, nàng nhìn mặt Quách Chí Cường không khỏi mỉm cười, tuy rằng mỹ nữ như hoa thế nhưng trong lòng Quách Chí Cường chẳng thoải mái chút nào từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ bị như thế này nếu như quay về Giang Thành mà để người khác biết thì chắc không biết giấu mặt đi đâu Hải Lan đề nghị nói tới quán đối diện ăn một chút bồi dưỡng cho Chí Cường một chút Trương Dương đương nhiên không ý kiến gì Quách Chí Cường nói từ cảnh quan đi cùng đi a à, nếu bận việc thì ăn xong rồi hãy đi Từ Mỹ Ni suy nghĩ một chút rồi tiếp thu lời mời của bọn họ Trương Dương đối với việc từ Mỹ Ni có thể tìm được mình rất lấy làm kỳ quái, từ Mỹ Ni cười nói, kỳ thực đơn giản thôi, chúng ta dựa vào thị thực mà cha ra khách sạn ngươi đang ở. Trương Dương và Hải Lan nhìn nhau, may mà hôm nay hai người không có ở cùng. Quách Chí cường cười nói, lần sau gặp đám lưu manh kia, nhất định ta sẽ đánh cho chúng răng rơi đầy đất. Từ Mỹ Ni nói, Quách tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi uống nhiều rượu như vậy đi đường rất không an toàn, tháng trước cũng có một khách du lịch say rượu, đi đường gặp cướp bị hắn đâm cho một dao, trên đường đi bệnh viện thì tử vong. Chuyện này Hải Lan cũng nghe nói qua, nàng nhẹ giọng nói, Hồng Kông tuy rằng chị An rất tốt, nhưng mà bất luận là nơi nào thì vẫn có những nhân tố không an toàn tiềm ẩn, mọi người cứ phải cẩn thận vẫn là hơn. Trương Dương nói, trí cường tại Hồng Kông cũng chẳng có ân oán gì. Mà ngươi nói bọn chúng cũng không phải là cướp giật, có đúng là bọn chúng chỉ tập trung đánh Chí cường không? Quách Chí Cường nói, có thể là tên hỗn đản họ trịnh kia ám toán ta. Từ Mỹ Ni dựng mày lên, bất luận sự tình gì cũng phải có chứng cứ, nếu không có thì đừng nói lung tung, bằng không ta bắt các ngươi vì tội vu cáo. Quách Chí Cường nhếch miệng cười, ta xem tiểu tử kia chẳng phải là cái thứ tốt đẹp gì. Trương Dương cười nói, coi như xong, sự tình đã xảy ra thì là qua rồi. Ngươi yên tâm, từ giờ tới lúc rời đi, cái gì chúng ta cũng không nói. Hai rưỡi sáng, Trương Dương và Quách Trí Cường vẫn đang ngồi ở quán bia, Quách Trí Cường vẫn nói cái câu mà không biết hắn đã nói tới mấy chục lần, chuyện lần này ngươi nhất định không được nói cho ai. Trương Dương biết tính hắn sĩ diện, không nhịn được cười nói, ngươi thấy có phiền hay không? Nói gì mà nói lắm thế, ta đã thề là ta không nói gì rồi. Quách Chí Cường lúc này mới nói, ta cảm giác là cái tên tiểu tử họ trịnh kia cho người theo đánh ta. Trương Dương nói, ta cũng cho rằng thế, bất quá chúng ta không có chứng cứ, hơn nữa đây không phải là Giang Thành, có nhưng chuyện tốt nhất nên ẩn nhẫn. Tốt nhất nên đợi thằng nhãi ấy bước chân vào quốc nội xem. Cái này gọi là quân tử 10 năm báo thù chưa muộn. Quách trí cường đập cốc bia xuống bàn, nhưng món khẩu khí này ta nuốt không trôi. Đại nhân thì phải độ lượng một chất. Nhưng người không pa ỉ là ta, ngươi làm sao hiểu được cái cảm giác người yêu thì bị cướp, bản thân thì bị đánh. Nếu ngươi là ta thì ngươi thế nào? Người yêu cái, sao sao, Tạ lệ chân là người yêu ngươi lúc nào thế? Hiện tại nàng ta đang là người yêu của kẻ khác, chính ngươi mới thành kẻ đang muốn cướp người yêu kẻ khác đó. Tỉnh lại đi a." À. Quách Chí cường uôn cạn cốc bia rồi nói, "Về thôi." Trương Dương ngáp dài một cái, "Không ngồi với ngươi thì ta về lâu rồi, ngày mai còn phải đi có việc một chút, cũng cần phải giữ chút thần thái." Trương Dương đi tới nơi sớm hơn so với dự định nửa giờ. Dù sao ngày hôm nay cũng không phải chỉ có hắn. Còn có Vương Chuẩn, Lưu Đức Chính, đều là những cái tên có sức nặng trong giới nghệ thuật, tuy rằng trong lòng Trương Đại Quan Nhân chẳng thích thú gì cho lắm, nhưng hôm nay là người ta cũng làm việc cùng với mình, hư tình giả ý tới sớm một chút biểu thị thái độ lịch sự và hợp tác cũng là điều nên làm. Theo Hải Lan đi tới gian hóa trang, nhân viên ở đó riêng biệt giúp hắn chọn thay một bộ trang phục. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc ở Xuân Dương, khi mà Hải Lan giúp hắn hóa trang, cả hai đã xảy ra một màn giao thủ nóng bỏng và kịch liệt đôi mắt hắn tràn đầy tiếu ý nhìn Hải Lan, vừa lúc nàng cũng quay lại nhìn hắn, cả hai đều cảm nhận được ánh mắt của đối phương, hiển nhiên là đoán được trong đầu đối phương đang nghĩ cái gì. Trương Dương tùm tìm cười, ở đây hóa trang có chút không bằng ở Xuân Dương. Ở đây chỉ có Hải Lan hiểu ý của thằng nhãi này nói, không khỏi có chút hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói, Trương Tiên Sinh, lời thoại ngài đã chuẩn bị tốt chưa? Với khẩu tài của ta mà còn phải chuẩn bị sao? Trương đại quan nhân đối với tài ăn nói của mình thì rất tự tin. Đại danh đúng vẫn là cái đại danh, mấy vị khách quý mãi tới 11 giờ sáng mưa oi thùng thẳng đi tới, mà miệng vẫn không ngừng kêu ca là bị quấy phá giấc mông đẹp. Với tính tình nóng nảy của Trương Dương thì bình thường đã sớm nổi điên lên mà cho đám ấy một trận rồi, bất quá hiện tại vẫn là phải nhìn đại cục, bên trọng bên khinh thế nào hắn hiểu được. Màn chào hỏi tiến hành rất thuận lợi, đầu tiên là Trương Dương đứng trước ống kính chậm rãi mà nói, sau đó tới ba vị khách mời luân phiên xuất mã. Nguyên bản Trương Dương còn có chút lo lắng, nhưng mà rốt cuộc chuyên nghiệp vẫn là chuyên nghiệp, cho dù chẳng biết cái Thanh Thai Sơn thế nào, nhưng đối với nơi này biểu hiện ra tình cảm so với Trương Dương còn hơn nhiều, Trương Dương trong lòng không khỏi bội phục sát đất. Phỏng vấn chấm dứt, Vương chuẩn đối với khí chất ưu nhã tự nhiên của Hải Lan rất có hứng thú, liền mời nàng tham dự một bộ phim sắp tới, bị Trương Dương lạnh lùng nhìn, "Ta nói Vương đạo diễn a, ngươi là đạo diễn nổi tiếng." nhưng mà cũng không tới mức cứ thấy mỹ nữ là mê đắm như thế chứ. Vương chuẩn nghe mà giờ khóc giờ cười. Hải Lan đối với điện ảnh cũng không có hứng thú lắm, liền lịch sự từ chối lời mời của Vương Chuẩn. Vương Chuẩn lần này tới Thanh Thai Sơn và Giang Thành Cổ Thành làm việc, nhưng tư liệu này phía Đài Thiên Không của Hồng Kông sẽ được miễn phí sử dụng, vì đây là đơn vị hợp tác khiến thiết công trình ngoại cảnh tại cảnh khu Thanh Thai Sơn. Trương Dương tuy rằng ở Giang Thành chẳng phải là quan lớn gì, nhưng vương chuẩn nhận thức được đầy đủ thực lực của tiểu tử này, chỉ cần Trương Dương gật đầu thì chuyện khó coi như cũng thành công phân nửa, cho nên sau khi Lưu Đức Chính và Nhược Lâm rời đi, vương chuẩn nói chuyện riêng với Trương Dương. Trương Dương cũng ý thức được lần này vương chuẩn đối với căn cứ ngoại cảnh kia rất có nhiệt tình, cười tùm tìm nói, vương đạo diễn, người có đúng là có cổ phần gì trong đó hay không mà sao nhiệt tình thế. Vương chuẩn bị Trương Dương nói chúng tim đen cũng chỉ cười cười, hắn không giấu giếm mà thấp giọng nói công ty long thịnh mới cải tổ lại ta được vào trong ban giám đốc trong ấn tượng của trương dương thì công ty long thịnh là an gia làm đại cổ đông hắn thắc mắc hỏi an gia mặc kệ chuyện này sao vương chuẩn nói ngươi vẫn chưa biết a à, hai tháng trước an đức hằng đã đem cổ phần của công ty long thịnh trịnh duy cao trở thành chủ tịch theo như lời hắn nói thì trịnh duy cao kia chính là phụ thân của tên tiểu tử trịnh vĩ đình trương dương gật đầu xem ra An Đức Hằng tuy rằng đã bị An Chí Viễn Thanh trừ thành công, nhưng hắn vẫn mang đến tổn thất không nhỏ cho An gia. Vương chuẩn thấp giọng đáp, gần nhất thị hiếu dòng phim cổ trang đang lên, yêu cầu đối với ngoại cảnh cũng tương đối cao, cho nên ngoại cảnh và trường phim trở lên thập phần trọng yếu. Chúng ta khảo sát tổng hợp nhiều chỗ thì hiện tại Xuân Dương là chất lượng thấp nhất, nên mong muốn trương trưởng phòng tạo nhiều điều kiện hơn cho. Trương Dương thở dài, ta vốn tưởng rằng nghệ sĩ các người đối với tiền tài rất coi nhẹ nhưng không ngờ vẫn chẳng khác gì mấy kẻ thương nhân. Vương Chuẩn cười nói, nghề nghiệp của ta là đạo diễn. Lúc Trương Dương làm việc ở đài thiên không thì Quách Chí Cường cũng không có nhàn rỗi, bản lãnh của một bộ đội đặc trùng như hắn được phát huy hết sức nhuần Nguyễn Hắn ngồi theo dõi ở cửa công ty điện ảnh, thấy tiểu tử Trịnh Vĩ Đình kia cùng tạ lệ chân đi ra, Quách Chí Cường đeo mặt nạ vào rồi như thiểm điện lao ra. Trịnh Vĩ Đình trước mặt hắn rõ ràng là ngay cả một chút cơ hội hoàn thủ cũng chẳng có, bị Quách Trí Cường cho một trận ngay khi đang định bước chân lên xe. Đánh xong Quách Trí Cường lập tức bỏ chạy. Đúng là oan ra ngõ hẹp, đường lúc Quách Trí Cường hạ thủ với tiểu tử kia thì từ Mỹ Ni đi qua, với tính cách của nàng lập tức nàng đuổi theo hắn không chịu ngừng lại. Hai người cứ thể người đuổi kẻ chạy mãi một hồi lâu. Công bình mà nói, lúc thanh tình, từ Mỹ Ni không thể là đối thủ của Quách Trí Cường. Từ Mỹ Ni mặc dù không thể đuổi kịp hắn nhưng qua vóc dáng nàng cũng đoán ra được chắc chắn đối tượng là Quách Chí Cường không thể nghi ngờ. Quách Chí Cường thoát được ngô ích thở hồng hộc một lúc, sau đó mới quay trở về khách sạn. Lúc này Trương Dương đã trở về, tay cầm điện thoại, ánh mắt có chút cổ quái nhìn Quách Chí Cường. Quách Chí Cường nói: Ai? Hắn dù sao cũng có chút có tật giật mình. Từ cảnh quan, người nghe máy đi. Trương Dương đưa điện thoại cho hắn. Quách Chí Cường vốn định bảo Trương Dương đừng có nói hắn đang ở đây, nhưng không ngờ tiểu tử kia lại nhanh gọn như thế, Quách Chí Cường đành chỉ còn cách tiếp lấy điện thoại. Thanh âm của Từ Mỹ Ni phẫn nộ, "Quách Chí Cường, ngươi đừng tưởng rằng đeo mặt nạ vào thì có thể qua mặt được người khác, ngươi, đừng hòng, ta đã nhận ra, nàng ta cũng là đang hết sức mệt mỏi, đừng nói vừa thở hắt ra." Audio điện tử Võ Tấn Bền. "Ngươi nói cái gì? Cái gì mà mặt nạ?" có chuyện gì a à? Vô sỉ, người cứ chờ đò, xem ta bắt ngươi như thế nào. Nói xong nàng lập tức cúp điện thoại. Quách trí cường cảm giác có chút không ổn, vội chạy ra ban công ngó xuống dưới xem, thấy từ Mỹ Ni đã mặc cảnh phục tiến vào trong khách sạn, hắn cuống quyết cởi tung hết cả y phục ra, chạy vào nhà tắm. Trương Dương giờ khóc giờ cười nhìn thằng nhãi này, bị nữ cảnh sát Hồng Kông đuổi tới mức phải chạy tung hết cả quần áo ra. Mấy chục giây sau, cửa phòng vang lên tiếng đập, trương dương đứng dậy mở cửa phòng thấy từ mỹ ni mặt đỏ tía tai xuất hiện hơi thở vẫn có chút gấp gáp nàng liếc mắt nhìn trong phòng quách trí cường đâu trương dương hất đầu về phía phòng tắm đang tắm có việc gì thế để ta gọi hắn nghĩ không ra từ mỹ ni cư nhiên bước vào phòng lấy cái ghế ngồi xuống quách trí cường muốn trốn a à, ta xem ngươi trốn tới lúc nào quách trí cường bên trong làm ra vẻ nói ai vậy a à? ta đang tắm ngươi mang mặt nạ sao có bản lãnh thì xóa luôn cái bớt trên cánh tay ngươi đi." Quách Chí Cường sửng sốt, giơ tay trái lên nhìn, trong lòng không khỏi phiền muộn, thế nào mà lại quên mất không che cái này đi chứ? Trương Dương mỉm cười, từ cảnh quan xảy ra chuyện gì thế? Từ Mỹ Ni tức giận liếc mắt nói, có kẻ hành hùng Trịnh Vĩ Đình, hắn cho rằng đeo mặt nạ vào thì không ai nhận ra hắn. Trương Dương vừa nghe đã biết ngay là tên hỗn đản Quách Chí Cường này gây ra rồi. Ngày hôm qua đã nói như thế là đừng có gây chuyện phiền phức nữa, nghĩ không ra hắn cư nhiên lại còn, Trương Dương đành ra vẻ cố ý nói, Chí Cường, ta tưởng cả sáng nay ngươi đều vẫn ở trong phòng sao. Ra thì ra chứ sao, ai sợ ai nào, ta nói trước ra không mặc quần áo A. À. Từ Mỹ Ni vẫn nhìn thẳng vào cửa phòng tắm, có giỏi thì lăn ra đây, ta muốn nhìn xem ngươi có cái đức hạnh thế nào nào. Trương Dương thầm khen trong lòng tiểu nha đầu này cũng thật là biu hãn A. À hà vân nhan vẫn còn thua kém nàng ta xa hắn thấp giọng nói từ cảnh quan a ngày mai chúng ta rời hồng kông rồi ta đảm bảo từ giờ tới lúc đó sẽ không để xảy ra cái sự tình gì nữa hắn nói như thế coi như là thay mặt quách trí cường nhận sai từ mỹ ni cắn cắn môi không được hôm nay ta nhất định phải làm cho ra chuyện quách trí cường bất đắc dĩ đành lấy cái khăn tắm quấn quanh hông tạm rồi bước ra vươn hai tay ra bắt đi từ mỹ ni nhìn hắn một hồi lạnh lùng không nói gì, cũng chẳng xuất ra còng tay mà quay người rời đi, từ giờ trở đi, đừng để ta trông thấy người xuất hiện tại Hồng Kông nữa. Trương Dương và Quách Trí Cường đều thật không ngờ nàng ta lại dễ dàng buông tha như thế, qua hồi lâu Trương Dương mới lên tiếng, sai a à. Nàng ta chẳng phải luôn chấp pháp công bình lắm sao, thế nào lại tha cho người chứ? Ta cũng chả quan tâm, có thể là do nàng ta không có chứng cứ. Quách Chí Cường nói là dựa vào thực tế, rõ ràng một vết bớt ở tay chẳng thể kết luận được hắn chính là hung thủ trương dương cười nói ta thế nào lại cảm giác nàng ta có ý tứ với ngươi a à? làm thôi người an hem tử cảnh quan cũng không sai a à. phương diện này quách trí cường không có rảnh lắm hắn gãi gãi đầu như thế nào mà lại thích ta chứ ta xem thập phần là thương cảm đồng cảm với ngươi từ đó sinh ra tình cảm đó quách trí cường bật cười cẩn thận ta đánh ngươi a à bên này hắn vừa định giơ cái tay lên thì trương dương đã nhanh chóng kéo mất cái khăn tắm quách trí cường vội lấy hai tay che lại trương dương bật cười ha hả muốn đấu với ta sao vẫn còn kém lắm từ mỹ ni sở dĩ buông tha cho quách trí cường căn bản là bởi thiếu chứng cứ xác thực hơn nữa đối với cái tên trịnh vĩ đình kia cũng rất thiếu thiện cảm tiểu tử ấy cả ngày chỉ biết dựa vào mấy đồng tiền dơ bản kết bè kết đảnh với đám lưu manh trêu ghẹo nữ nhân quách trí cường xuống tay với hắn vẫn là có chừng mực chẳng có tạo thành thương tích gì. Và sự tình đêm qua quách trí cường bị hành hung qua điều tra sơ bộ thì đúng là đám lưu manh kia là do trịnh vĩ đình sau kiến. Bất quá chuyện này phía trên không cho làm căng nên từ Mỹ Ni cảm thấy có chút cảm thông cho quách trí cường. Trương Dương lúc tới Hồng Kông thì đi một mình, bây giờ ô về thì có thêm quách trí cường đi bồi, tiểu tử này cũng thuộc dạ da dày thịt thô, qua hai ngày cái là vết thương lọ kia đều đã khôi phục bình thường bởi vì không có chuyến bay thẳng tới Giang Thành nên hai người đáp máy bay tới Đông Giang. Xe ô tô của Trương Dương gửi tại bãi đỗ xe của sân bay Đông Giang, lần này trở về, hắn đã liên hệ qua Cục Quốc An để có giấy thông thành đặc thù, bằng không chỉ với cái bác Hải Ngọc Hạp kia cũng khó mà nhập cảnh thuận lợi. Bước chân vào xe ô tô, vừa mở điện thoại lên thì nhận ngay được thư thoại của Hồ Nhân, thanh âm của nàng ta rất phẫn nộ, Trương Dương, ngươi làm cái gì mà biến đâu mất tâm nhiều ngày như thế trương dương gọi điện lại cho nàng thế nào nhớ ta sao quan hệ giữa chúng ta là quan hệ thuần khiết hữu nghị a à? đừng có thăng hoa sớm thế nguy hiểm lắm a à? hồ nhân cả giận ít cợt nả thôi ta hỏi ngươi sao ban lãnh đạo giang thành các ngươi không giữ chữ tín thế hả? lúc trước thì các ngươi gióng trống khua chiêng cái gì lễ hội văn hóa ẩm thực làm ta chuẩn bị mấy đoàn du khách bây giờ lại thay đổi bất ngờ là sao trương dương bị nàng nói cho một hồi mà hoa cả mắt Ta nói người a, nói chậm rãi mà cụ thể một chút đi. Ta vừa mới từ Hồng Kông về, đã biết chuyện gì với chuyện gì đâu. Hồ Nhân tức giận, ta nói cho ngươi Trương Dương a. Kể cả là ban lãnh đạo Giang Thành thì làm việc cũng phải giữ chữ tín a. Việc lần này không xong với ta đâu. Trương Dương cười khổ, Hồ tỷ tỷ a, ta vừa mới xuống máy bay chưa được 15 phút, người đừng có tức giận với ta được không? Có chuyện gì cứ từ từ nói để ta giải quyết hồ nhân rút cuộc cũng hạ hỏa nàng ta nói người mời ta ăn rồi ở đâu nào để ta lái xe qua giáp ngư vương chỗ này ba ba rất không sai a à, một giữa ô nữa gặp lại nói xong hồ nhân lập tức cúp máy quách trí cường lúc này thành thật chờ trương dương nói chuyện xong mới tủm tỉm cười cho ta mượn dùng trương dương tức giận chừng mắt nhìn hắn lái xe tới chỗ giáp ngư vương quách trí cường lúc này lấy điện thoại gọi sang hồng kông xin chào từ tiểu thư có nhận ra ta là ai không trương dương không khỏi nhìn tiểu tử này một chút nhìn cái bộ mặt phong tao cậu hắn trong lòng có chút kinh ngạc tiểu tử này đòi giả cũng thật là nhanh a à. vừa mới nhận ra bộ mặt thật của à tạ lệ chân kia đã lập tức chuyển hướng sang từ mỹ ni được rồi quá khứ vốn cứ tưởng tiểu tử này là một tên si tình lắm cơ từ mỹ ni bên kia đã sớm nhận ra thanh âm của hắn giọng có chút tức giận có đúng là gọi tới đầu thú để ta bắt ngươi không không phải chứ, nhưng mà ta đã về đại lục rồi, nếu như ngươi thực sự muốn bắt ta thì tới đây, ta xin nghênh tiếp. Từ Mỹ Ni nghe thấy hắn đã ly khai Hồng Kông, khẩu khí cũng dễ chịu đi nhiều, ta nói quách trí cường ngươi a, à. Lớn đầu rồi làm chuyện gì cũng nên để ý trước sau một chút, đừng có như một hài tử thế. Ngươi có vẻ quan tâm với ta a, à. Có việc gì nữa, ta còn đang trực. Nói chuyện một lúc không được sao. Tốn tiền đẹn thoại. Không sao không phải của ta. Từ Mỹ Ni không có nhàn hạ ngồi tiếp chuyện không đâu với hắn, lập tức cúp điện thoại, quách trí cường nghe thanh âm tút tút, cảm thán nói có tính cách ha. Ta thích, Trương Dương, lần này ta yêu thật rồi. Trương Dương chừng mắt nhìn hắn, đoạt lấy điện thoại, muốn yêu thì tự giải quyết lấy. Về Giang Thành trả tiền A. À. Tục, quá tục, đừng có đem mấy cái chuyện ấy ra nói trước mặt ta. Nếu như ngươi đồng ý nội trong hôm nay trở về Giang Thành thì ta giảm cho phần nửa tiền nợ. Ôi tình bạn, quách trí cường ra bộ chán nản nói, kỳ thực hắn cũng chẳng dám quay trở lại Giang Thành, thế nào cũng phải đợi cho khuôn mặt khôi phục hoàn toàn mới dám quay lại. Bởi vì đường khá xa nên Trương Dương đi tới ngư giáp phương chậm 10 phút. Hồ Nhân đã đến trước, đang đứng chọn ba ba, nàng vốn tưởng rằng chỉ có Trương Dương tới nhưng không ngờ lại có một người nữa đi theo. Trương Dương cười nói, sao 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 đầu thật lớn a. À. Hồ Nhân cũng không phải nữ hài chỉ biết xấu hổ, chừng mắt nhìn hắn, ngươi là cán bộ quốc gia, đừng có nói chuyện cái kiểu như lưu manh thế. Cẩn thận ta tố giác ngươi a. À. Quách trí cường nhân cơ hội này trả đũa, thực sự là lưu manh lẫn vào đội ngũ cán bộ mà. Người như thế mà cũng huấn luyện. Trương Dương cười, ta đang học tập ở trường đảng đó. Audio điện tử võ tấn bền. Trương 187, sóng ngầm. Trương Dương vui vẻ cười, sự tình không ngừng phát triển a. À. Hai chúng ta hôm nay thuần khiết, nhưng ai biết ngày mai sẽ thành như thế nào." Quách Chí Cường nói, "Hồ tiểu thư cẩn thận với những viên đạn bọc đường a." Hồ Nhân khẽ cười, "Vỏ đường ta sẽ nhận, còn đạn ta sẽ đem trả lại." Món ba ba ở đây được chế biến theo kiểu cách khá là lạ mắt. Quách Chí Cường cầm đũa lên nói, "Vương Bát đản, lâu lắm rồi chưa có ăn món này a." À? Trương Dương cười nói, "Ta thật không hiểu món này có cái gì đặc sắc mà sao đông người tới ăn thế nhỉ?" Hồ Nhân nói, cái này gọi là tâm lý, mù quáng theo phong trào. Nàng nói chuyện vừa khéo chuyển sang chủ đề lễ hội văn hóa ẩm thực, các người gióng chống khua chiêng về lễ hội văn hóa ẩm thực, kết quả là khiến cho bao nhiêu người mù quáng mà đâm đầu vào, bây giờ thì lại bị các người đem mặc kệ hết. Audio điện tử võ tấn bền Gờ Dương bị Hồ Nhân nói cho một hồi mà đưa cả người, mà sự thực cũng có chút lạ, hiện tại Giang Thành đối với quảng bá hình ảnh và kêu gọi đầu tư đang rất hoan nghênh, thế nào lại lật lọng như vậy, khiến cho đám doanh nghiệp này oán hận không thôi. Hồ Nhân nâng chén rượu uống cạn một cách rất hào sảng, Quách Trí Cường có chút ngạc nhiên, bất quá hắn đối với chuyện lầm ưn không có hứng thú và cũng chẳng hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ đoán là nàng ta đang buồn bực, liền nâng chén rượu lên nói đừng uống rượu để giải sầu chỉ càng sầu thêm mà thôi. Nói xong hắn cũng cạn một chén. Ánh mắt hồ nhân vẫn nhìn Trương Dương, Điều này khiến cho Quách Trí Cường có chút xấu hổ, hôm nay hình như mình thành kỳ đà cản mũi rồi a. À. Hồ Nhân nói, ta có một bằng hữu phái công ty khác, vốn đã đạt thành hiệp định quyền sử dụng một mảnh đất rồi, tất cả kế hoạch đã lên hết, chỉ chờ ký hợp đồng nữa thôi. Nhưng thật không ngờ tới cuối cùng Giang Thành các ngươi lại lật lọng, nói rằng miếng đất đó là có việc khác, không thể nhượng lại. Trương Dương lúc này mới hiểu vì sao mà nàng ta lại phẫn nộ, hắn nhấp một ngụm rượu nói, khu khai phát đất thiếu gì, nếu nhưng không miếng ấy thì đòi đổi lại một miếng khác là được. Hồ Nhân cả giận, đâu chỉ có như thế, công ty của bạn ta đã lên kế hoạch và chuẩn bị bắt tay khởi công xây dựng rồi. Trương Dương sửng sốt, cái này thực sự có chút kỳ quái, chuyện này thực sự là có chút khó hiểu, hắn thấp giọng nói, người yên tâm đi, chuyện này ta sẽ hỏi lại, nhất định cấp cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Cái gì mà hỏi giúp ta? Lãnh đạo Giang Thành các ngươi lúc chiêu thương thì nói như thế nào? sự tình ngày một ngày hay qua đi thì lại trở mặt. Trương Dương, Minh Hải này không phải chỉ có mỗi giang thành nhà các ngươi là có thể đầu tư, trong tay thương nhân chúng ta có tiền, đầu tư đương nhiên cũng phải xem xét, nhưng cái món khẩu khí này thực sự là không nuốt được. Các ngươi đại diện cầu chính phủ mà lại có thể lật lọng thế sao? Quách Trí Cường cũng nói vào, đúng thế, chuyện này nếu để lan truyền ra thì còn ai thèm đến Giang Thành đầu tư nữa. Hồ Nhân gật đầu nói, chuyện này nếu lãnh đạo Giang Thành không cho chúng ta một câu trả lời xác đáng, ta dám cam đoan, hầu hết các khoản đầu tư gần đây sẽ hủy bỏ. Trương Dương cười nói, uy hiếp a, à, thế này là làm khó ta rồi. Vậy lúc chúng ta bị làm khó thì sao? Trương Dương làm việc cũng rất năng suất, hắn lập tức rút điện thoại ra gọi cho Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ nghe máy, cả hai nói chuyện qua một vài câu, sau đó Trương Dương trực tiếp đề cập vào vấn đề chính lý trường vũ nghe nói vậy không khỏi trầm mặc trương dương a à, chuyện này thực sự là có chút phiền phức ta cũng không có cách nào trương dương sửng sốt là sao có một bên đầu tư khác đưa ra một dự án đầu tư lớn hơn rất nhiều bao gồm cả miếng đất đó trong đấy nên thường vụ quyết định ưu tiên đặc biệt cho họ nhưng cũng cần phải giữ chữ tính đã có hiệp nghị trước rồi thì phải cân nhắc lại sao lại có thể lật lọng như thế được nếu như điều cơ bản nhất là thành tín còn không làm được thì ai nguyện ý đầu tư nữa a à? trương dương đem lời nói của hồ nhân vừa nói xong đem nhắc lại lý trường vũ nói có lẽ thường vụ quyết định sẽ bồi hoàn lại bồi thường trương dương không nhịn được cười lý phó thị trưởng bồi hoàn nhưng người nghĩ xem họ còn có hứng để mà tiếp tục đầu tư tại giang thành nữa không lý trường vũ nói trương dương chuyện này thực sự là rất phức tạp ta sẽ chú ý quan tâm hơn được rồi lúc nào ngươi trở lại Giang Thành. Trương Dương suy nghĩ một chút, cuối tuần, ta còn phải giải quyết một số việc. Thanh âm lý trường vũ nhỏ đi, cuối tuần ta và các xuân lệ sẽ tổ chức một cái đám cưới nhỏ, chỉ có người nhà thôi, người nhớ tới dự. Trương Dương bạt cười ha hả. Lý trường vũ xấu hổ ho khan một tiếng, bổ sung nói thêm, chỉ mời vài người nhà thôi, làm hết sức đơn giản. Kết hôn là chuyện đại sự cầu đời người, làm sao lại có thể đơn giản được, để ta sớm sắp xếp công việc, về giúp ngươi việc này. Không cần, không cần, Lý Trường Vũ cuống quyết từ chối ngay, ngay cả một kẻ trầm ổn, lão luyện quan trường nhưng đối mặt với chuyện này cũng có chút xấu hổ. Trương Dương nói xong liền cúp máy. Hồ Nhân nhỏ giọng hỏi, thế nào? Trương Dương nói, hình như là có một dự án lớn hơn rất nhiều quy hoạch luôn cả miếng đất đó, công ty kỹ thuật cái gì hối thông ấy. Hối thông, Hồ Nhân trợn mắt hỏi, Trương Dương và Quách Trí Cường đều bị kinh ngạc về phản ứng của nàng, có chút khó hiểu nhìn nàng. Hồ Nhân nói, hối thông là công ty của Kiều Mộng Viên. Trương Dương và Quách Trí Cường trên phương diện làm ăn không rành lắm nên cũng chẳng biết người mà Hồ Nhân nói tới là ai. Hồ Nhân lại nói Kiều Mộng Viên là cháu gái của Kiều Lão, cha của cô ta là bí thư tỉnh ủy Vân An Kiều Trấn Lương. Trương Dương và Quách Trí Cường chẳng biết Kiều Mộng Viên là ai, nhưng Kiều Trấn Lương và Kiều lão thì có thể nói là danh như sấm bên tai, Kiều lão tuy đã lui về nghỉ hầm nhưng ảnh hưởng trong chính đàn quốc nội vẫn lớn cực kỳ. Kiều Trấn Lương năm nay 48 tuổi, là một trong những bí thư tỉnh ủy trẻ nhất trong nước. So với những vị đồng cấp thì hoàn toàn chiếm ưu thế về tuổi tác và hơn nữa đó là bối cảnh rất thâm sâu. Ảnh hưởng của Kiều gia tại chính đàn trong nước ngay cả văn phó thủ tướng cũng vô pháp có thể động tới. Kiều Mộng Viên thân là cháu gái của Kiều lão, nàng ta đầu tư tại Giang Thành Thường vụ thị ủy Giang Thành còn dám không bật đèn xanh tạo điều kiện cho cô ta sao? Trương Dương liếc mắt nhìn Quách Chí Cường rồi nói, cái đám con ông cháu cha các người thật khó hầu hạ a? À. Phiền phức. Quách Chí Cường cũng minh bạch cười khổ, người ta là ai chứ? Cha ta căn bản so với người ta cũng như một tiểu hài tử so với một người lớn mà thôi. Trương Dương nói, vậy ta là cái lông con mèo à? Hồ Nhân nói, 21 tuổi, con mèo ấy tiền đồ cũng có thể coi là sáng lạn a. À. Nói đến cấp bậc, trong lòng Trương Dương không khỏi có chút không vừa lòng, hứa thường đức vừa rồi rớt đài công của hắn không nhỏ, nhưng không thấy người ta đả động gì, chẳng biết là trở lại Giang Thành có thăng được nửa cấp không. Ở trong thể chế một thời gian, tự nhiên Trương Dương cũng có lý trí, an hiểu chuyện một bước lên trời là không thể có, nên cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Quách trí cường có chút kỳ quái, cái nàng kiều mộng viên gì gì cũng thật là kỳ quái, cha nàng ta là bí thư tỉnh ủy Vân An, còn chạy tới Bình Hải làm gì. Vân An lớn như vậy lăn lộn còn thiếu sao. Trương Dương nói một câu, tránh tị hiềm. Hồ Nhân lắc đầu, chỉ cần có một chút thủ pháp thì chẳng lo gì. Hơn nữa cho dù có lách luật thì ai dám điều tra hoặc ai có thể điều tra họ. Nàng nói bằng con mắt kinh thương. Trương Dương nghĩ một chút thì quả thực cũng đúng là như vậy. Như cố dẫn chi có tiếng là thanh liêm nhưng đối với việc kinh doanh của con gái cũng chẳng lo tị hiểm. chỉ là không chủ động chiếu cố mà thôi. Bất quá nếu không phải là yếu tố như thế, lẽ nào giang thành thực sự hấp dẫn nàng ta đầu tư hồ nhân nói nàng ta đã quyết định đầu tư tại giang thành tự nhiên phải là đã điều tra chặt chẽ hiện tại sản phẩm công nghệ cùng đĩa cd là những sản phẩm mới mẻ trên thị trường đang vào giai đoạn phát triển tốt mà công ty của bạn ta cũng làm về mảng này ta nghĩ nhất định nàng ta lợi dụng lực ảnh hưởng giành lấy miếng đất đồng thời chèn ép đối thủ trương dương nói cường long bất áp địa đầu xa nàng ta mặc dù đúng là thế lực lớn đấy nhưng tại giang thành cũng không có thể muốn làm gì thì làm như thế hồ nhân thở dài quên đi nếu là kiều mộng viên thì ta sẽ khuyên kỳ vĩ rút lui ai muốn cạnh tranh thì cạnh tranh trương dương và quách trí cường đều nhìn ra hồ nhân đối với kiều mộng viên trương dương đối với nàng ta tự nhiên cũng có chút hiếu kỳ không hiểu sao nàng ta lại chọn giang thành biết sự tình là du kiều mông viên gây nên thì tâm tình có chút kém trương dương đối với nàng ta tràn ngập ái náy dù sao cũng là hắn ngờ nàng kêu gọi đầu tư bây giờ sự tình lại ra như thế này quả thực ngay cả hắn cũng cảm thấy không thoải mái chút nào dùng bữa xong trương dương gọi thanh toán đi ra ngoài bãi đỗ xe trương dương nói với hồ nhân để ta đưa ngươi về hồ nhân lắc đầu ta cũng đi xe với lại đang muốn tới công ty phi tiệp của kỳ vĩ một chút đều là chỗ bạn bè có những việc cứ nên nói rõ ràng sớm trương dương gật đầu tạm thời ta cũng chưa trở về gian thành có vấn đề gì cứ liên hệ với ta. Được, nói son hồ nhân đi tới chỗ chiếc Audi của mình rồi nổ máy rời đi. Quách Chí cường đề nghị tới nhà thúc thúc của hắn, thúc của hắn là quản lý hậu cần của phân khu quân khu Đông Giang. Trương Dương không có thói quen tới làm khách nhà người lạ nên đưa Quách Trí Cường tới đó rồi lái xe về biệt thự của Giai Đồng. Trên đường đi, hắn gọi điện cho cố Giai Đồng mới biết nàng đang ở Giang Thành khảo sát nhà máy sản xuất thuốc. Trương Dương từ Hồng Kông về có chút mệt mỏi, vừa trở lại nhà đã lăn ra ngủ tới tận lúc chiều tối mới dậy, cầm điện thoại nhìn thì thấy có tới 8 cuộc gọi nhớ. Trương Dương liền gọi lại, thì ra là Quách Trí Cường, tiểu tử này gọi điện rủ Trương Dương tối đi uống rượu, vốn đang chẳng có hứng lắm nên Trương Dương liền cự tuyệt, tiểu tử Quách Trí Cường nìa vẫn chỉ như một tên hài tử to xác, chẳng có lý tưởng gì cả mà suốt ngày rong chơi. Ngoài ra còn có điện thoại của Tần Thanh, hắn gọi lại cho nàng, thì ra Tần Thanh đang ở Đông Giang tham dự một cuộc họp nên gọi hỏi hắn xem đã về Đông Giang chưa. Hai người hẹn trưa mai gặp Nhã Ương mứ oi lưu luyến cúp máy. Từ Hồng Kông trở về, Trương Dương bỗng nhiên lười đi ra ngoài. Cố dài đồng tuy rằng ít khi tới đây, nhưng trong tủ lạnh thì vãn đầy áp thức ăn với đồ uống. Trương Dương đang định đi chuẩn bị bữa ăn, dự định một buổi tối ra không ra ngoài. Nhưng vừa mới cầm đồ xuống nhà bếp thì nhân được điện thoại của Hồ Nhân gọi hắn đi uống rượu, cái này không phải là trọng sắc khinh bạn nhưng mà vì Trương Dương đã có nhận lời với nàng từ trước nên đành đáp ứng. Chương 188 cảnh giác. Trương Dương đưa hai người tới nhà Khác thị ủy, lúc xuống xe, ánh mắt Trương Dương và Tần Thanh chạm nhau, tuy rằng cả hai đều muốn ở cạnh nhanh, nhưng vẫn còn thường Hải Tâm ở bên cạnh đó, nên cả hai chẳng dám biểu lộ điều gì. Tần Thanh cùng thường Hải Tâm đi hai bước thì bỗng Tần Thanh kêu lên chết rồi thường hải tâm và trương dương đều nhìn sang phía nàng tần thanh nói ta để quên công văn ở khách sạn rồi thường hải tâm lúc này mới nhớ lúc đi tới khách sạn tần thanh đúng là có cầm theo một túi công văn nàng có bảo tần thanh để cho nàng cầm giúp bất quá tần thanh nói không cần nên nàng cũng không chú ý lắm nàng chủ động nói tần phó thị trưởng ngài cứ về nghỉ ngơi trước đi để ta quay lại lấy tần thanh lắc đầu không cần bên trong có một số văn kiện quan trọng của riêng ta Nàng quay sang nói với Trương Dương, "Tiểu Trương, làm phiền ngươi chịu cực khổ một chút vậy." Thường Hải Tâm cũng không ý kiến gì, quy tắc bảo mật trong thể chế, vẫn có những tài liệu ngay cả thư ký riêng cũng không được tiếp xúc, cách làm của Tần Thanh cũng là hoàn toàn bình thường. Tần Thanh mỉm cười nói, "Ngươi đi theo ta cả ngày, phải làm bao nhiêu việc rồi, giờ cũng chỉ còn chút việc nhỏ này thôi, ta tự làm được. Ngươi về nghỉ sớm đi." Nói xong nàng xoay người bước lên xe của Trương Dương, lúc quay đầu xe chạy đi ngoảnh lại đã thấy hải tâm đi vào trong nhà khác lúc này trương dương với tần thanh mới mỉm cười nhìn nhau túi công văn quên thật à không trương dương bật cười ha hả mỹ nhân này ý tưởng cũng thật là thấu đáo a à. hắn nhẹ giọng nói đêm nay có trở lại không tần thanh ôn nhu nói ta chỉ là muốn bồi người một chút thôi nàng nhấc tay lên nhìn đồng hồ một chút rồi nói một giờ nữa đưa ta trở lại trương dương uể oải nói chuyện này làm sao có thể gấp thế được Tần Thanh mắng, người nói bậy cái gì đó, trong đầu người không nghĩ được chuyện gì tử tế sao. Trương Dương lái xe ra chỗ công viên Tân Giang cách đó không xa, dừng xe lại tại Sườn Đồi, từ chỗ này có thể ngắm trăng thoải mái. Trương Dương ngả hết cỡ ghế về đằng sau, Tần Thanh nép vào ngực hắn, hai người yên lặng ngắm trăng, ngắm cảnh bên sông. Tần Thanh nói, ở đây đẹp thật. Trương Dương mỉm cười, bởi vì người đang ở đây cho nên mới đẹp như vậy. Tần Thanh cắn cắn môi, ta phát hiện cái miệng của ngươi càng ngày càng dẻo, thật sự muốn làm mê chết người. Hưởng qua mới biết được, Trương Dương ngoảnh mặt sang hôn lên môi nàng, đầu lưỡi hắn chủ động tiến sang miệng làng, sau đó đê mê hút lấy cái lưỡi ngọt ngào thơm tho. Tay hắn vuốt ve lần mò vào trong quần của nàng. Tần Thanh cuống quyết nói, đây đang là ở ngoài. Nhưng cũng không có ai. Tần Thanh đỏ mặt nhìn ra ngoài xa, chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo quần nàng xuống hồ đồ đừng có động được ta không động người động thân thể tần thanh không khỏi run lên một chút thấy vẻ mặt xấu xa của hắn trong lòng xấu hổ tới cực điểm cúi xuống hôn hắn một cái thật sâu sau đó xấu hổ nhỏ giọng nói người thật bại hoại mỗi lần gặp người ta đều hồ đồ trương dương cười nói lúc trước ở lam sơn tần phó thị trưởng có nói sẽ chủ động a à, làm ta cứ mỏng chờ mãi thôi đừng có nói nữa mắc cỡ chết thôi Tần Thanh lúc này ngồi dậy chỉnh trang y phục cho hắn, rút khắn tay ra lau mấy vết son đi, nhưng thấy tiểu tử này vẫn đang trọng trấn hùng phong chi thế, có chút xấu hổ nói, đừng có hổ đồ, mau đưa ta về đi, nếu không hải tâm sẽ nghi ngờ. Trương Dương lúc này dù không đành lòng nhưng cũng đành ngồi dậy, chỉnh quần áo sau đó mở cửa xe bước ra vươn vai một cái, Thanh Lương Giang phong thổi ùa tới thật là dễ chịu. Tần Thanh đi ra cạnh hắn, nhìn chung quanh một lượt, chỗ này thực sự là rất đẹp, từ đó có thể nhìn ra sông, nhìn vào phía trong thành phố cũng được. hắn có vẻ đối với chỗ này khá là tâm đắc. nàng liền nhéo lỗ tai hắn hỏi, nói: có phải đã từng cùng nữ nhân khác tới đây rồi không? trương dương nhấc tay xin thề, không có. đây là lần đầu ta tới đây a. À? tin được ngươi mới là lạ. tần thanh buông lỗ tai hắn ra hỏi, được rồi, định bảo giờ về giang thành. trương dương thở dài, người cho rằng ta chưa muốn về giang thành sao? cứ ở bên ngoài rong chơi cũng cũng nhàm chán. Sau khi hứa thường đức xuất đài, lãnh đạo an bài ta tới trường đảng tỉnh học tập, bây giờ vẫn còn chưa thấy gọi chứ. Hiện giờ còn chưa có khóa mới a à. Ta cũng chẳng biết nữa, nhưng chẳng nhẽ những gì tân tân khổ khổ chẳng lẽ lại bị gạt bỏ cả sao. Tần Thanh ôm cánh tay hắn ôn nhu nói, có những việc không thể chỉ đứng ở góc độ cá nhân mà nhìn được, vẫn phải xem xét từ một góc độ lớn hơn, lo lắng ảnh hưởng của nó tới đại cục. Trương Dương gật đầu, ngày mai ta trở về Giang Thành. Nhanh như vậy sao, Tần Thanh có chút ngạc nhiên. Trương Dương lúc này mới đem chuyện Lý Trường Vũ kết hôn ra nói, Tần Thanh nghe mà không khỏi nở nụ cười, nghĩ không ra các xuân lệ và Lý Trường Vũ lại vẫn sẽ bước cùng nhau trên con đường đời. Nàng nhẹ giọng nói, ta vừa tiếp nhận công tác tại Lam Sơn, còn rất nhiều bề bộn có lẽ sẽ không về được. Người giúp ta mang lễ vật tới. Trương Dương nói, người không cần phải lo, ta lần này tới Hồng Kông mua không ít đồ linh tinh, thay mặt ngươi tặng cho hắn là được. Bởi vì vẫn phải làm thủ tục ghi danh tại trường đảng nên mãi tới buổi trưa Trương Dương mới xuất phát rời khỏi Đông Giang. Quách Chí Cường thì vì lý do tế nhị nên chưa có trở về cùng Trương Dương. Lúc tiến Trương Dương hắn còn cười cợt nhấn mạnh lúc về Giang Thành nhất định sẽ trả tiền cho Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân đương nhiên chẳng phải là kẻ coi trọng tiền tài. Một mình một xe chạy từ Đông Giang về Giang Thành quả thực có chút tịch mịch, Quá giờ ngọ, ánh dương quang chiếu thẳng vào trong xe, mặc dù có điều hòa nhưng vẫn cảm giác được cái khô nóng. Trương Dương đang chuẩn bị tạt xe vào phía làn trong, tìm một quán giải khát nào đó để nghỉ ngơi tạm, thì lúc này có một chiếc Cadillac đen từ phía bên phải đằng sau vọt lên, mà chiếc xe này cũng chẳng thèm nói quy củ gì, cứ thể vọt thẳng lên một mạch bên phải chẳng có lấy một tín hiệu báo, nếu như không phải Trương Dương chú ý thì có lẽ đã xảy ra tai nạn. Mà càng quá đáng hơn nữa, lúc đi ngang bằng xe Trương Dương người trong xe kia cư nhiên đáp chai nước sang cái, bộp, vào kính xe của Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân cũng chẳng phải là cái dạng tốt lành nhường nhịn gì, không nhịn được mắng ta kháo. Con mẹ nó, muốn chết ga, chân đạp ga vọt lên đuổi theo chiếc Cadillac kia. Xe của Trương Dương tuy rằng khỏe, nhưng sở trường là chạy Việt dã trên đường cái bình thường chẳng có ưu thế gì, rất nhanh chóng bị chiếc Cadillac kia bỏ mất dạng. Trương Dương thấy vậy trong lòng bực tức cung cũng đành thôi, cố chạy theo nữa căn bản là chỉ rước nhục. Đi khoảng chục cây em nữa thì để ý thấy chiếc Cadillac này đang đỗ bên đường, trong lòng Trương Dương không khỏi vui vẻ hẳn lên. Cái này gọi là lưới trời tuy thưa mà khó lọt a. À. Nhưng chạy đến gần nhìn lại, lái xe lại là hai nữ tử, thân mặc quần jean xanh, áo sơ mi trắng, đeo kính dâm, tóc buộc đuôi ngựa. Bất quá nhìn thoáng qua vẫn thấy một khuôn mặt trái xoan toát lên vẻ xinh đẹp, thông minh lanh lợi, nữ tử còn lại kia thì vóc người cao hơn một chút, tóc ngắn màu da tiểu mạch trông rất cá tính khỏe mạnh đang hướng trương dương vẫy vẫy tay trương dương nhìn hai nàng ta bộ dạng rất hả hê nổ xăm hả chạy nhanh thế mà chưa lật xe cũng may a à. thiếu nữ tóc ngắn vừa nghe lời này của hắn thì có chút nóng nảy ta nói người thế nào lại thiếu đạo đức thế a à. trương dương cười hắc hắc sau đó tiếp tục chạy xe lên phía trước thấy một chiếc máy kéo chạy tới phía chiếc Cadillac của hai cô nàng từ trên xe nhảy xuống năm gã đại hán Trương Dương tuy rằng rất phản cảm với hai cô nàng này, nhưng mà dù sao họ cũng là nữ tử, hiện tại cướp đường hoành hành, nếu bản thân mình mắt thấy họ xảy ra chuyện thì thật không hay ho gì. Nghĩ vậy hắn liền quay xe ngược trở lại, nghe thấy hai bên đang cò kè mặc cả giá. Trương Dương mở cửa xe nhảy xuống. Một trong năm gã nông dân xòe bàn tay năm ngón nói: "50 tệ, ít nhất cũng phải chia đều được năm người." Trương Dương nói: "Thôi khỏi, ta một phân tiền cũng không lấy." nhanh lên cho ta còn rời đi lằng nhằng ta báo án a à. mấy tên nông dân thấy cái bộ dạng cao cao tại thượng của hắn tuy rằng trong lòng hận hắn cản đường làm ăn của họ nhưng trông bộ dạng cộng biển xe cũng không dám sinh sự lầm bầm nói gì đó rồi rời đi trương dương nhìn hai nữ tử lắc đầu ngay cả xăm lốp dự phòng cũng không mang theo mà chạy đường dài a à. nữ tử có vóc người nhỏ hơn kia nói vị tiên sinh này xem có thể giúp gì được chúng ta ta xin trả thù lao Trương Dương cười cười, thù lao ta không cần, chỉ cần các ngươi đừng có đáp chai nước vào đầu ta là được a. À. Vừa đáp chai nước chính là nữ tử tóc ngắn, nàng ta nghe Trương Dương nói vậy mặt không khỏi đỏ lên, thật không có ý tứ, ta có uống chút rượu nên. Trương Dương lúc này mới để ý nàng ta quả nhiên có mùi rượu, uống rượu vẫn lái xe, lá gan quả nhiên là lớn. Hắn không nói gì, đi ra phía cốp xe mình lấy một chiếc xăm xe cùng dụng cụ ra thay cho chiếc Cadillac không đầy 10 phút đồng hồ, toàn bộ quá trình đã hoàn thành. Nữ tử tóc ngắn xuất ra một chai nước lạnh đáp cho Trương Dương, Trương Dương bắt lấy chai nước cười nói, không phải đã nói đừng có đáp ta nữa sao. Hai nữ tử đều bật cười. Trương Dương lúc này mới vui vẻ nói, các ngươi chạy xe quá nhanh a, à, không an toàn chút nào cả. Nữ tử tóc ngắn gật đầu, vươn cánh tay ra chủ động nói, vừa rồi thực sự là xin lỗi, ta có uống một sao 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 bia, vốn nghĩ là không việc gì ta tên gọi là thi duy đây là biểu tỷ ta nữ tử vóc người nhỏ nhắn nhàn nhạt cười thi duy có vẻ hướng ngoại hơn so với nàng ta nàng ta hướng trương dương gật đầu nói ta là kiều mộng viên trương dương không khỏi sửng sốt ta kháo a à. thế nào lại có thể trùng hợp như thế chứ nữ tử kia cư nhiên là kiều mộng viên cháu gái của kiều lão thiên kim tiểu thư của bi thư tỉnh ủy vân an kiều trấn lương sao bất quá nhìn qua khí chất của nàng cũng không quá đặc biệt xuất sắc tuy rằng trong lòng kinh ngạc nhưng trương dương vẫn không tỏ ra vẻ gì vẫn bình tĩnh mỉm cười hỏi ta là trương dương các ngươi bây giờ đi đâu thi duy nói giang thành trùng hợp a ta cũng đang về giang thành đây thi duy vui vẻ tốt vậy đi cùng trương dương cười nói để ta dẫn đường thuận tiện coi như là áp tốc uống rượu xong lái xe không tốt A. trương dương bước lên chiếc xe jeep của mình kiều mộng viên với thi duy cũng lên xe lúc này mộng viên tháo kính dâm xuống dùng khăn tay lau lau mặt một chút nàng ta nhẹ giọng nói thanh niên nhân này dường như cũng có chút địa vị ánh mắt nàng đang tập trung lên cái biển số xe của trương dương thi duy cười nói tướng mạo cũng rất khá a à, so với hứa gia dũng cũng có phần nhỉnh a à. nhắc tới hứa gia dũng khuôn mặt xinh đẹp của kiều mộng viên mỉm cười ngọt ngào gia dũng không có nhiều lời như tên này đâu nàng hướng thi duy cười nói thế nào cô gái nhỏ này hoa mắt rồi a à? biểu tỷ nào có a à? chương 189 xúc động là ma quỷ. Sau hội nghị thường ủy, Lý Trường Vũ bị bí thư thị ủy Hồng Vĩ gọi đến văn phòng hắn. Hồng Vĩ cơ chờ sau khi thư ký đi ra ngoài mới kéo ngăn kéo, lấy từ trong đó ra một cái bao lì xì đưa cho Lý Trường Vũ nói chúc mừng A. À. Lý Trường Vũ nở nụ cười, long trọng như vậy A. À. Hắn sờ sờ phong bao ước lượng có khoảng một ngàn tệ, hắn vui đùa nói ta cầm tiền của bí thư thị ủy không tính là hối lộ A. À. Hồng Vĩ cơ cười nói, người lại nói nhảm, tài khoản của ta trực tiếp được ban kỷ luật thanh tra thị ủy giám sát rồi đấy. Đây là tiền mồ hôi nước mắt của ta, người không cần trả lại cho ta. Lý Trường Vũ vui cười hớn hở thu bao lì xì rồi móc ra một bao thuốc lá Trung Hoa, lấy đưa cho Hồng Vĩ cơ một điếu. Hồng Vĩ cơ nhìn về phía hộp thuốc lá rồi liếc qua, lúc họp hội nghị thường ủy hắn thường để ý xem người khác hút thuốc gì. Có nhiều vị thường ủy viên hay hút một số thuốc lá xa xỉ, những cái này khẳng định không dùng tiền lương để mua. hồng vĩ cơ chợt nhớ tới lúc lý trường vũ bị điều tra, ban kỷ luật thanh tra điều tra hắn, hắn thẳng thắn thừa nhận việc nhận quà là thuốc lá và rượu. không thể tưởng được trận phong ba này cũng không để lại cho hắn quá nhiều sự ám ảnh, xem ra việc thu nhận thuốc lá và dược vẫn không bỏ. lý trường vũ châm níu thuốc lá rồi ngồi xuống đối diện với hồng vĩ cơ, hắn thổi ra một đám khói rồi nói: ta nghe nói quyền tỉnh trưởng tống hoài minh mới tới là môn sinh đắc ý của kiều lão. Hồng Vĩ Cơ gật đầu nói, "Ta cũng nghe nói, tống tỉnh trưởng tuổi trẻ có triển vọng, lúc tại Tĩnh An đảm nhiệm bí thư thị ủy đã khiến cho Tĩnh An phát triển sinh động. Xem ra không gian phát triển của hắn sau này rất lớn." Nói đến người ta, Hồng Vĩ Cơ lại không khỏi liên tưởng đến chính mình, trong nội tâm một hồi ai thán. "Nếu không phải hứa thường đứa gặp vấn đề mà trì hoãn mình thì hắn đã sớm trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy Bình Hải. Giờ đây con đường làm quan của hắn không có khả năng thuận buồm xuôi gió nữa." có thể nói trước khi hắn đến Giang Thành, đường quan lộ của hắn một mực hanh thông. Lúc Lý Trường Vũ đang ở huyện Xuân Dương làm bí thư huyện ủy thì hắn đã trở thành bí thư thị ủy nhưng từ sau khi vào Giang Thành hắn có cảm giác rừng mà không tiến còn Lý Trường Vũ lại đang không ngừng thu nhỏ tranh lệch với hắn. Lý Trường Vũ nói, Tống tỉnh trưởng phải chờ tới Đại hội Đồng Nhân dân tỉnh sang năm thì mới có thể đem cái chữ quyền này xóa đi. Hồng Vĩ cơ từ lời của gã bạn học cũ này mà nắm được hàm nghĩa bên trong, hắn không khỏi nở nụ cười. Việc này đối với Tống Hoài Minh chỉ là cần thêm một chút thời gian thôi, đối với Tống Hoài Minh mà nói, quyền tỉnh trường cùng tỉnh trưởng không có bất kỳ cái gì khác nhau. Còn Lý Trường Vũ thì lại bất đồng, sang năm Giang Thành cũng tổ chức họp hội đồng nhân dân, tại đại hội sẽ chọn ra thị trường Giang Thành. Nhìn trước mắt để xem thì quyền thị trường tả viên chiêu không thể nghi ngờ là người có hy vọng nhất nhưng thường vụ phó thị trưởng Lý Trường Vũ gần đây chiến tích cũng nổi bật, rất có thể người sau vượt người trước. Hồng Vĩ Cơ về mặt cá nhân thì hắn vẫn hy vọng Lý Trường Vũ thắng lợi. Cùng vị bạn học cũ này chiến đấu dù sao so với tả viên chiêu thì vẫn thoải mái hơn nhiều lắm. Tả viên chiêu tuy rất thông minh nhưng trên phương diện chính trị lại thích náo động. Lý Trường Vũ thì thâm thầm nổi liếm còn tính cách tả viên chiêu lại có vẻ góc cạnh. Loại người này nếu như vào lúc đắc thế thì ngày cả bí thư thị ủy như mình thì cũng sẽ không được hắn để vào mắt. Huống chi, hồng cơ vĩ vẫn một mực hoài nghi người lần trước tố cáo hắn chính là tả viên chiêu cho nên mới ra tay đối với đại ca mà ra tay hung hăng áp chế nhuệ khí của tả viên chiêu tả viên chiêu giờ đây biểu hiện có vẻ rất khách khí đối với mình nhưng trong nội tâm của hắn chưa hẳn đã như vậy người làm chính chỉ có tu vi đến trình độ nhất định thì vấn đề lo lắng cũng rất toàn diện sau khi suy nghĩ thì hồng vĩ cơ kết luận là tả viên chiêu giờ đây nhất định đang rất hận mình hồng vĩ cơ gạt tàn điếu thuốc nói hay là đi đông giang làm bước đệm hắn rất huyền chuyển chuyển nhắc nhở Lý Trường Vũ, muốn thắng được tả viên chiêu thì phải tìm được chỗ dựa mạnh trong tình. Đối với quan hệ giữa Lý Trường Vũ cùng Cố Duấn Vũ hắn cũng có nghe thấy, nếu như cô Bí Thư thực sự ủng hộ Lý Trường Vũ thì phần thắng của Lý Trường Vũ sẽ rất lớn nhưng tả viên chiêu cũng là người do cố Bí Thư một tay nhắc lên vị trí quyền thị trường. Điều này khiến cho thế cục có vẻ cũng không quá rõ ràng. Hồng Vĩ Cơ trong quá khứ một mực vẫn cho rằng quan hệ giữa Tả Viên Chiêu cùng Cố Dẫn Chi là rất gần nhưng sau sự kiện Phục Dương ẩm thực tiết thì hắn nảy sinh sự hoài nghi rất lớn đối với điều này. Tại Giang Thành, người Cố Dẫn Chi chính thức tín nhiệm hẳn là Trương Dương. Tả Viên Chiêu lúc đó có khả năng bị chiến tích làm cho hôn mê ý nghĩ mà lại có thể lựa chọn Trương Dương mà ra tay, cuối cùng lại làm cho Trương Dương đảo khách thành chủ, khiến cho cả đám lãnh đạo Giang Thành mất hết mặt mũi. Quyền thị trường Tả Viên Chiêu cũng thành trò cười sự tình trôi qua đã lâu mà hắn Thủy chung vẫn không ngẩng đầu lên được. Lý Trường Vũ cười cười, Hồng Bí Thư, chuyện kết hôn của ta đừng có chuyển đi, ta sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt. Hồng Vĩ cơ cười nói, người có phải sợ được nhiều người tặng lễ vật a? À? Người sợ cái gì, ta nghe nói lúc ngươi làm việc với ban kỷ luật thanh tra đã mở một tài khoản chuyên dụng, phàm có ai cho ngươi tiền ngươi đều nộp vào tài khoản này sao? Ngươi không muốn nộp tiền thì có thể giao nộp vào mà. Lý Trường Vũ cười nói, tính chất việc này hoàn toàn khác. Sau khi giả trừ vụ xong quy, Lý Trường Vũ đã rút ra kinh nghiệm xương máu. Trên mỗi chặng đường làm quan Lý Trường Vũ đều có một bộ thủ đoạn, hắn nhớ rõ lúc đầu do thiếu kinh nghiệm nên nếu có bất luận kẻ nào tống tiền thì hắn đều không chút lưu tình trả lại, nếu trả không xong thì gửi qua biêu cục mà trả lại. Trong lúc đó sẽ đắc tội với người, khiến cho lúc triển khai công việc gặp nhiều vấn đề. Xã hội chính là như vậy, người không thu lễ người ta sẽ có phương pháp khác làm cho đến cuối cùng ngươi chỉ có thể là người cô đơn. Sau khi Lý Trường Vũ bị xong quy thì đối với việc tặng lễ càng thêm kiêng kỵ nhưng mà hắn cũng không thể vì vậy mà mất đi trụ cột quần chúng cho nên mới nghĩ ra biện pháp này. Người ta tặng lễ thì hắn đều khách khí nhận lấy, dưới tình huống không trái với nguyên tắc thì có thể hỗ trợ cho người ta, có thể giải quyết vấn đề cho người ta thì giải quyết, chỉ có như vậy thì mới có thể hòa mình cùng cán bộ quần chúng chung quanh. Đây mới gọi là bình dị gần gũi quan hệ tốt mới có người nguyện ý nói với người lời hữu ích, trên phương diện công việc cũng sẽ cùng người tận tâm phối hợp mới có thể nhìn thấy thành tích. Lý Trường Vũ từng có vết xe đổ, loại tiền này không thể lấy được, nếu như không lựa chọn đem tất cả nhét vào hầu bao thì sớm muộn gì cũng xảy ra đại sự. Hắn là người có khát vọng chính trị nên sẽ khôn ngờ lấy số tiền ấy mà đánh mất tiền đồ còn mấy bao thuốc với rượu tặng thì vẫn thu nhận song quy chẳng những không có lưu cho hắn quá nhiều ám ảnh mà ngược lại khiến cho khả năng xử lý của Lý Trường Vũ đối với loại sự việc này trở nên lo hỏa thuần thanh. Những vật này, nếu bị hỏi đến thì ban kỷ luật thanh tra cũng sẽ không để trong lòng, về phần tiền mặt số lượng lớn Lý Trường Vũ tại ban kỷ luật thanh tra thiết lập một tài khoản bí mật. Phẩm là có người tống tiền cho hắn, Lý Trường Vũ đều đưa đến bộ phận làm sạch chính trị mà nộp vào tài khoản chuyên dụng. Bí mật này, sau khi Hồng Vĩ Cơ bị tố cáo, lý trường vũ đã ngẫu nhiên tiết lộ với hắn hồng vĩ cơ vỗ tay tán dương mà học theo lý trường vũ lý trường vũ thấp giọng nói chuyện kết hôn ta nguyên bản muốn thông báo rộng rãi nhưng lại sợ có người biết được lại cho là ta cố ý vòi tiền trong thể chế có rất nhiều trường hợp hiếu hỉ mà xảy ra chuyện rồi ta không muốn rơi vào trường hợp này hồng vĩ cơ tỏ vẻ hiểu biết gật đầu nói hảo ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật nhưng mà rượu mừng ta nhất định phải được uống hắn dí mẩu thuốc lá vào gạt tàn nói, người lo lắng rất chu đáo, rất nhiều việc vốn là chuyện tốt nhưng xử lý không tốt thì sẽ thành chuyện xấu. Lý trường Vũ ý vị thâm trường cười nói, cho nên ta muốn rời xa thị phi. Hồng Vĩ cơ nhìn thẳng vào mắt Lý Trường Vũ, hắn phát hiện ra vị bạn học cũ này lòng dạ trở nên ngày càng sâu, tu vi chính trị cũng đã đột phá thăng cấp. Sự kiện song quy lần trước đối với Lý Trường Vũ mà nói là một đợt lịch lãm khó có được. Sau song quy, trên chính đàn biểu hiện của lý trường vũ khiến cho hồng vĩ cơ có loại cảm giác như phá kén thành điệp hồng vĩ cơ nói vừa rồi trong hội nghị thường ủy ngươi đề xuất công việc công ty phi tiệp cũng không giống như là muốn rời xa thị phi a lý trường vũ nở nụ cười chuyện này dù sao cũng phải có ngươi nhắc tới nói ra hữu dụng sao dù sao cũng phải có người nói hai người nhìn lẫn nhau trong lòng đều minh bạch suy nghĩ của đối phương rồi không khỏi đồng thời cười ha hả hứa gia dũng cùng kiều mộng viện sóng vai đứng trên một khu khoáng thổ chống trải sau đây không lâu hứa gia dũng sẽ biến khu đất này thành một khu xưởng sản xuất chế tạo lớn hắn ngồi xổm xuống nắm lấy một nắm bùn cắt sau đó chậm rãi buông tay ra mặc cho cắt bị gió thổi bay đi trong đôi mắt chấp động hiện lên yêu thương nhàn nhạt, nhạt kiều mộng viện lẳng lặng đứng nhìn hứa gia dũng nàng quen hứa gia dũng ba năm trước hứa gia dũng là người bác học đa tài cơ chí rất nhanh đã bắt được tâm hồn thiếu nữ của nàng và nàng đã từng ám chỉ đối với hứa gia dũng nhưng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Hứa gia dũng đối với ám chỉ của nàng có vẻ thờ ơ. Sau khi kiều mộng viện về nứa, quan hệ giữa nàng cùng hứa gia dũng có tiến bộ lớn, giữa lúc hai người phát sinh tình cảm thì hứa thường đức lại chết, đây là thời gian khó nhất của hứa gia dũng. Lúc này kiều mộng viện đến Đông Giang, Thủy Trung làm bạn với hắn, thông pha phần si tình này nàng đã đã động đến hứa gia dũng và cảm tình của họ ở đoạn thời gian này đột nhiên tăng mạnh. Theo ánh mắt của hứa gia dũng, Kiều Mộng Viện cảm giác được tâm tình của hắn đối với Giang Thành. Ngay từ đầu Kiều Mộng Viện cũng không hiểu tại sao hứa gia dũng lại chọn Giang Thành làm nơi phát triển, nhưng bây giờ nàng đã có phần minh bạch. Hứa gia dũng nói, tiểu viện, ta sẽ xây dựng một trung tâm sản xuất linh kiện máy tính tại Giang Thành. Đây sẽ là trung tâm lớn nhất Trung Quốc thậm chí là cả Á Châu, Kiều Mộng Viện dịu dàng cười nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, vô luận người làm như thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Hứa ra Dũng đứng lên, cầm bàn tay bé nhỏ của Kiều Mộng Viện, nhìn vào Mỹ Châu của nàng đầy vẻ thâm tình nói, tiểu viện, ta biết lần này em vì ta mà chịu áp lực rất lớn từ gia đình, ta không muốn em vì ta mà phải trả giá quá nhiều. Kiều Mộng Viện cắn môi nói, ra Dũng, việc ta đã quyết thì không có bất kỳ người nào có thể thay đổi được ta yêu ngươi, người nhà của ta không có quyền can thiệp. Quan hệ của nàng cùng hứa ra dũng trong lúc đó có chút giống như tự việc định chung thân, cái này bị cha mẹ nàng kiên quyết phản đối. Hứa ra dũng cảm động gật nhẹ đầu, hắn ôm vòng eo nhỏ nhắn của kiều mộng viện nói, tiểu viện, ta nhất định không để em thất vọng. Kiều mộng viện khoác cánh tay hắn nói, ta tin tưởng ngươi, hơn nữa lần này ta cũng không đầu tư nhiều tài chính, đại bộ phận đều do ngươi thu hút được từ quỹ mạo hiểm quốc tế kia. Nàng nói khẽ, việc đầu tư sản xuất linh kiện máy vi tính ở trong nước ngươi vẫn không quá quen thuộc, lần này đầu tư lớn như vậy cũng rất mạo hiểm. Hứa ra Dũng nói, làm bất cứ chuyện gì, chuyện trọng yếu nhất là phải nắm chắc tiên cơ. Lúc mới bắt đầu thì rủi ro nguy hiểm nhất định là rất lớn, rủi ro cao có nghĩa là đạt được lợi ích cách xù càng lớn. Kiều mộng viện nhỏ giọng nói, trong quá khứ ta vẫn cho ngươi là người ổn trọng bảo thủ. Hứa ra Dũng cười nói, ta đang chờ đợi cơ hội, gia dũng lần này sau khi ký kết hợp đồng theo ta đi bắc kinh a hứa gia dũng có chút ngẩn người ta nghĩ ngươi nên gặp ông nội của ta có lẽ ông sẽ đứng về phía chúng ta hứa gia dũng lắc đầu ta không muốn đi ta không muốn bọn họ cho là ta muốn lợi dụng ngươi kiều mộng viện tựa vào đầu vai hắn nói gia dũng đúng là bởi vì như thế ngươi nên gặp ông giải thích ta muốn bọn họ biết rằng ta yêu ngươi ta muốn bọn họ biết ngươi là niềm kiệu ngạo của ta Trương Dương cầm tấm chi phiếu đặt ở trước mặt Tô Tiểu Hồng nói, Hồng tỷ, Châu về hợp phố. Tô Hiểu Hồng nhìn về phía tấm chi phiếu liếc mắt một cái rồi vươn tay cầm lấy và nói khẽ, ta còn phải trông cậy vào ngươi, từ nay về sau bán mình làm nô lệ. Trong lời nói lộ ra một loại câu dẫn người ta Trương Dương cũng không dám tiếp chiêu, ha ha cười nói, Hồng ta, thịt ta quý giá lắm. Rồi hắn kéo ghế xoay ngồi xuống đối diện với Tô Tiểu Hồng, thời gian gần đây quán ba làm ăn thế nào. Không có trở ngại gì, lão nhai giờ đây đã tu sửa gần xong rồi, khách du lịch đến du ngoạn ngày càng nhiều. Đến khi mở ra toàn diện sinh ý hẳn là càng tốt. Tô Tiểu Hồng đem chi phiếu cất đi sau đó đan hai bàn tay trắng noãn chống dưới cầm, tư thái có vẻ thập phần vũ nghị mê người, người biến mất lâu như vậy là đi làm cái gì vậy? Vào trường đảng tỉnh học tập, chờ thăng quan, ta chúc mừng người trước, có muốn ăn một bữa trưa chúc mừng hay không? Trương Dương nhìn đồng hồ nói, ta sẽ mời thêm vài vị bằng hữu. Tô Tiểu Hồng cười nói. Thanh, dù sao cũng là phương tổng thanh toán. Lý Trường Vũ cũng không nghĩ là Trương Dương về sớm như vậy. Hắn đem cây thuốc Trương Dương đưa cho hắn cất vào ngăn kéo sau đó nói, thế nào, đi nghỉ có hài lòng không? Đi Đông Giang rồi vòng sang Hong Kong, đánh nhau mấy trận, mắng chửi mấy người, nhàm chán đến cực độ. Lý Trường Vũ không khỏi nở nụ cười, hắn châm một điếu thuốc lá, hút một hơi, phả ra hai luồng xương ngủ nói, trở về rồi chuẩn bị đi làm. Trương Dương gật nhẹ đầu, ta cuối cùng cũng không thể ở bên ngoài phiêu diêu A, mất hơn một tháng rồi. Lý Trường Vũ nói, đi, ngày mai bắt đầu đi làm, vẫn cho người quản lý mảng du lịch, lão nhai cùng công trình tường thành cổ đã sắp xong rồi, tranh thủ trong 10 ngày tới có thể mở cửa đón khách. Lý Trường Vũ đây là có hảo ý, công trình lão nhai cùng tường thành cổ Trương Dương có nhiều công lao cho nên chiến tích của nó có thể tính trên đầu hắn. Tuy nhiên cái trường đại quan nhân quan tâm cũng không chỉ có chiến tích đơn giản như vậy, Hắn còn băn khoăn là lần này có được tăng cấp bậc hay không. Nhìn thấy Lý Trường Vũ nói nửa ngày nhưng lại không đề cập đến cái này thì không phải có phần nóng vội. Hắn ho khan một tiếng nhắc nhở Lý Trường Vũ nói, "Ta phụ trách khai phá thị trường nhưng vẫn là khoa cấp A." Lý Trường Vũ đối với thằng nhãi này cực kỳ minh bạch, hắn một lần nữa thi triển thái cực thôi thủ công phu nói, "Trương Dương, ngươi bây giờ là phó chủ nhiệm đảm nhiệm chiêu thương nhưng hưởng đãi ngộ như cục phó, khi ta bằng tuổi ngươi thì vẫn chỉ là một cái khoa viên, ngươi còn trẻ." Trương Dương vừa nghe thì biết lần này không đùa giỡn nữa, hắn thở dài nói: "Được, ngài đừng nói nữa, ta hiểu rồi, ta an tâm làm tốt công tác của mình, người đừng khó xử." Lý Trường Vũ nhìn ra tâm tình của hắn, mỉm cười nói: "Chờ sau khi ngươi hàm thụ bằng cấp xong ở trường đảng thì con đường sau này rất thuận lợi. Ta nghĩ khi ngươi bằng tuổi Tần Thanh thì nói không chừng cũng đạt được trình độ chính trị cao như nàng." Trương Dương trong lòng tính toán, phó phong, trưởng phòng, phó cục cho dù hết thảy thuận lợi thì cũng phải mất vài chục năm. Đã không trông cậy vào người ta thì hắn chỉ có thể đè ý nghĩ này xuống mà nhìn Lý Trường Vũ nói, còn có một sự kiện, cố gia đồng có ý tiếp nhận xí nghiệp sản xuất dược giang thành. Lý Trường Vũ gật nhẹ đầu, chuyện này hắn đã sớm nghe cố gia đồng nhắc tới. Tình hình sản xuất sổ xí nghiệp sản xuất dược giang thành trước mắt xác thực là cần tài chính từ bên ngoài rót vào, người yên tâm đi, chuyện này ta sẽ đặc biệt lưu ý. Phương Văn Nam cũng không nghĩ là Hứa Gia Dũng cùng Kiều Mộng Viện cũng sẽ đến. Kiều Mộng Viện tuy làm kinh doanh không lâu nhưng nàng tại Vân Anh danh khí rất lớn, gần đây tại khu khai phá Giang Thành cũng đầu tư rất lớn nên đã thành tiêu điểm của giới thương nhân Giang Thành. Tuy đến đây nàng lấy thân phận hôn thê của Hứa Gia Dũng, hơn nữa biểu hiện như con chim nhỏ khép nép vào người Gia Dũng nhưng trong mắt tất cả mọi người Kiều Mộng Viện mới là chủ đạo. Biểu muội của Kiều Mộng Viện là thì duy cũng được mời đến. Trương Dương đưa bọn họ giới thiệu với Phương Văn Nam. Hắn vốn muốn mời cổ giai đồng đi nhưng cổ giai đồng từ khi phụ thân hỏi đến quan hệ giữa nàng cùng Trương Dương thì nàng càng chú ý xử lý mối quan hệ này theo hướng tận lực tránh đi cùng Trương Dương nơi công cộng. Tình cảm của hai người chuyển từ bán công khai sang quan hệ ngầm. Bởi vì đa số mọi người đều là lần đầu tiên gặp mặt cho nên nói chuyện đều có vẻ cẩn thận đây là lần thứ hai Trương Dương thấy Kiều Mộng Việt, cảm giác kiều mộng viện rất ít nói chuyện, nhất là trước mặt hứa gia dũng thì biểu hiện lại thập phần văn tính. Mỗi khi hứa gia dũng nói chuyện thì nàng đều dừng lại, hai mắt lẳng lặng nhìn hứa gia dũng, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình. Trương Dương không khỏi âm thầm cảm thán, hứa gia dũng không biết đã cho nàng ăn mê hồn dược gì mà làm cho kiều mộng viện lại mê luyến như vậy. Hứa gia dũng làm cho Trương Dương cảm giác là hắn thực sự thoát thai hoán cốt. Trong cả bữa tiệc tối hắn trò chuyện vui vẻ chấn định mà tự nhiên, từ trên người hắn không cảm nhận được bất luận sát phạt chi khí nào. Tô Tiểu Hồng đối với kế hoạch đầu tư của Hứa Gia Dũng có chút hứng thú, thỉnh thoảng lại hỏi cái này cái kia. Hứa Gia Dũng cũng biểu hiện ra vẻ thân sĩ, kiên dần giải thích tư tưởng cơ bản của mình. Việc sản xuất linh kiện máy vi tính đối với Phương Văn Nam mà nói vẫn là một cái gì đó lạ lẫm. Hắn cũng không cho rằng lĩnh vực này có thể mang lại bao nhiêu tiền, Hắn nhìn Hứa ra Dũng chậm rãi nói mà coi Hứa ra Dũng như một người trẻ tuổi theo đuổi mục tiêu xa vời. Ngành sản xuất xuất công nghệ cao của Trung Quốc chẳng qua là vừa mới bắt đầu, ngày từ đầu đã đầu tư nhập nhiều thiết bị như vậy chỉ sợ không thu hồi được vốn. Phương Văn Nam về căn bản vẫn là một thương nhân truyền thống, hắn chuyên tâm vào lĩnh vực sản xuất truyền thống còn lĩnh vực IT không nằm trong phạm chủ nhận thức của hắn. Cái chính thức khiến cho Phương Văn Nam chú ý vẫn là Kiều Mộng Viện nhà đầu nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn này bối cảnh gia đình lại thâm sâu không phải bình thường. Theo Phương Văn Nam được biết thì mục tiêu của nàng cũng không phải là phát triển khoa học kỹ thuật đơn giản như vậy. Kiều Mộng Viện xuất hiện nhất định sẽ nhấc lên một hồi sóng gió tại giới Giang Thành. Phương Văn Nam đã dự liệu được, sau này khó tránh được phải cùng nàng cạnh tranh. Tuy nói trước mắt cũng chưa có bất luận dấu hiệu gì, tuy nhiên cái mà giới thương gia truy cầu là lợi nhuận, đây là một điều kiện tiên quyết nên sớm muộn gì hai bên đều có một hồi tao ngộ chiến. Ai cũng không muốn gặp phải địch nhân như Kiều Mộng Viện. Đối địch với nàng có nghĩa là đối địch với đại gia tộc sau lưng nàng. Trương Dương cũng không ngoại lệ, đêm nay Hứa Gia Dũng mặc dù không có biểu lộ ra bất luận địch ý gì nhưng Trương Dương vẫn có thể kết luận. Cừu hận của Hứa Gia Dũng đối với mình thì không cách nào xóa đi được. Hắn càng biểu hiện ra sự lạnh nhạt thì càng địa biểu cho sự cừu hận càng sâu. Mình là địch nhân của Hứa Gia Dũng thì đồng nghĩa là địch nhân của Kiều Mộng Viện. Trương Dương cảm giác được áp lực chưa từng có hứa gia dũng đầu tư vào giang thành có lẽ chỉ là cách hắn bày bố cục hắn vẫn nhớ y nguyên một câu nói khi gặp hứa gia dũng tại đường ninh tĩnh thật ra tử vong không phải là kết cục đáng sợ nhất cái chính thức đa ở nhất là mất đi hết thảy những gì mình có hứa gia dũng bừng chén rượu lên chủ động về phía trương dương nói trương dương ngươi là phó chủ nhiệm phụ trách chiêu thương cũng là người phụ trách khái phá du lịch của cục du lịch ta tin tưởng sau này cơ hội hợp tác của chúng ta nhất định rất nhiều Trương Dương mỉm cười nói, hy vọng ngươi đem tiền cuồn cuộn đổ vào khai phá khu giang. Thành, Giang Thành nguyện ý cùng các ngươi cộng đồng phát triển. Hứa ra dũng cười nói, khi ngươi nói những lời này, khẩu khí giống như thị trưởng Giang Thành vậy. Cả đám đồng thanh nở nụ cười. Sau khi tiệc tối chấm dứt, Trương Dương cũng không có lập tức rời đi, mà cung phương Văn Nam đi lên tầng cao nhất, hai người sóng vai nhìn về phía xe Cadillac của Kiều Mộng Viện vừa biến mất trong bóng đêm. Phương Văn Nam nói, thật sự không rõ, tại sao nàng phải đến Giang Thành gây rối. Trương Dương không nói gì, từ một bên cầm lấy một lọ nước lại uống một ngụm nói, cách giải thích hợp lý nhất chính là người ta xem trọng điều kiện kinh doanh của Giang Thành. Tô Tiểu Hồng mặc sườn xám nhạt lượn lờ từ phía sau đi tới, nàng tiếp lời nói, người ta đây là phu sướng phụ tùy, nếu như không phải hứa ra dũng nhìn chúng địa phương này thì kiều mộng viện cũng sẽ không nghĩ đến giang thành phương văn nam nói kiều mộng viện vừa tới giang thành đã bước nhiều thương ra đi khỏi đông giang qua đó có thể thấy được nàng cường thế thế nào sau này tại giang thành thị phi chỉ sợ ngày càng nhiều tô tiểu hồng nói bọn họ làm là ai ti hình như không va chạm gì với người a có câu đồng hành là oan gia người làm ăn trong lĩnh vực xây dựng ta y sao lại cảnh giác với người ta vậy trương dương cười nói phương lão bản sợ danh đầu thủ phú, người giàu nhất Giang Thành bị nàng tranh mất. Ai thích tranh thì tranh, ta mới không muốn tranh cái danh thủ phú này. Chuyện tốt không thấy đâu nhưng mỗi lần quyên tiền giúp nạn dân thiên tai thì ta đều phải sung phong lên trước. Tô Tiểu Hồng dí sát vào bên người Trương Dương, đem một tấm chi phiếu trả lại cho Trương Dương nói, sau này đừng làm thế a à? Rất không tốt, Trương Dương vừa nhìn đã biết nàng đem 5 vạn thừa trả lại cho mình thật ra trương dương khi trả tiền cũng đã nghĩ tô tiểu hồng sẽ không tính lãi vay với hắn nhưng vẫn làm vậy là con người a à, nhiều khi vẫn phải dối trá người thông minh thường thường không cần nói nhiều trương dương cũng không có chối từ rất sung sướng đem chi phiếu thu trở về tô hiểu hồng nói tiền kia cũng không phải vô duyên vô cớ ta cho ngươi mượn ở chỗ cửa vào lão nhai ta muốn đặt một cái hộp đèn quảng cáo chuyện này ngươi phải cho ta làm trương dương cười nói thành chờ ngày mai ta đi cục du lịch làm cho ngươi chuyện này tô hiểu hồng nói người yên tâm a à, tiền thuê đặt quảng cáo một phân ta cũng không thiếu trương dương khá lâu rồi không tới cục du lịch đối với tình hình của cục du lịch gần đây cũng không quá rõ ràng ngày hôm sau hắn trở lại bộ phần khai phá thị trường thì tất nhiên là được đám thuộc hạ nhiệt liệt hoan nghênh tình cảm giữa chu hiểu vân và tô cường ngày càng ổn định chuyên thăng thì đã thuận lợi thông qua khảo thí thời gian gần đây biểu hiện của nàng ngày càng sinh động nàng đem tình hình cuộc du lịch thời gian gần đây kể cho Trương Dương, Trần Kiến Hòa và Hà Thụ lôi hai người vội vàng viết báo cáo tổng kết cuối tháng, đồng cát danh vẫn đang nghỉ bệnh. Trương Dương từ khi bị tạm điều đi Sương Dương hiệp trợ công tác chiêu thương thì cũng không có hỏi đến việc tại cục du lịch. Sau khi nghe Chu Hiểu Vân hồi báo hơn nửa giờ thì mới đem công tác thời gian gần đây điểm lại một lượt. Thật ra công việc của cục du lịch chỉ đơn giản là giám sát chỉ huy vài cái công trình trọng điểm khai phá du lịch. Hiện nay công trình Lão Nhai và tường thành cổ sắp mở cửa đón khách, công tác quay phim chung quanh cảnh khu cũng đã được triển khai. Việc mời chào cho thuê đặt biển quảng cáo cũng đang tiến hành. Điều khiến cho cục du lịch ngoài ý muốn là công tác cho thuê địa điểm quảng cáo lần này lại nhanh chóng một cách thần kỳ. Chu Hiểu Văn nghe Trương Dương nói muốn đặt biển quảng cáo tại cửa vào Lão Nhai thì nói khẽ, công tác cho thuê địa điểm đặt quảng cáo là do hổ phó trưởng cục phụ trách, hay là chờ hắn về hỏi đi hai người đang nói chuyện thì nhân viên văn phòng thôi kiệt đi đến chu hiểu văn nói thôi kiệt người tới vừa đúng lúc việc đặt hộp đèn quảng cáo tại lối vào lão nhai đã có ai nhận chưa thôi kiệt nghĩ nghĩ một chút rồi nói việc này do hồ cục trưởng phụ trách hình như là đã đáp ứng với tập thể khí tài tần quang nhưng mà hợp đồng không ký trương dương tối hôm qua đã đáp ứng với tô hiểu hồng nói là sẽ giúp nàng đặt biển quảng cáo ở lối vào lão nhai chuyện hắn đã đáp ứng người khác thì đều muốn thực hiện được Hắn và Phó Cục trường Hồ Quang Hải cũng không có cái gì mâu thuẫn, từ khi vào cục du lịch đến nay Thủy Trung vẫn bình an vô sự nên cho rằng cái này Hồ Quang Hải hẳn là cho hắn mặt mũi. Hợp đồng không ký thì chứng minh chuyện này vẫn còn đường sống. Ngay cả chính quyền cũng có thể trở mặt không nhận thì cục du lịch bọn họ đồng dạng có thể. Ôm tâm tình như vậy Trương Dương đi tìm Hồ Quang Hải. Điều khiến cho hắn ngoài ý muốn là khi hắn đưa ý định đặt hộp đèn quảng cáo tại lối vào lão nhai cho quán ba của tiểu hồng thì lại bị Hồ Quang Hải mỉm cười cực việt. Hồ Quang Hải lắc đầu nói, "Trương trưởng phòng, không phải ta không nói tình cảm a, à, chuyện này cũng không dễ làm, ta đã đáp ứng với tập thể khí tài Tân Quang rồi. Cục du lịch của chúng ta là cơ quan nhà nước, việc đã đáp ứng người ta rồi nếu lật lọng thì những cán bộ như chúng ta sẽ mất đi thành tín, công việc sau này sẽ triển khai như thế nào?" Nghe Hồ Quang Hải nói như vậy, Trương Dương trong nội tâm cũng có chút khó chịu. Tất cả mọi người đều ở trong một đơn vị a, à, ai mà không biết hắn là ai? Ngươi mặc dù là phó cục trưởng, ta mặc dù chỉ là trưởng phòng khai phá thị trường nhưng ta còn là phó chủ nhiệm chiêu thương, hưởng thụ đãi ngộ cấp phó cục như ngươi. Dựa theo cấp bậc thì hai ta cũng coi như được là bình khởi bình tòa. Nói tới công hiến của ta đối với Giang Thành, đối với cục du lịch thì lão tử càng bỏ qua ngươi không biết bao nhiêu lần ngươi lại có thể đem cái giọng quan cách này ra đùa giỡn với ta tuy nhiên hắn trải qua nhiều kinh nghiệm thì trình độ hàm dưỡng cũng tăng lên trương đại quan nhân đối mặt với biểu hiện của hồ quang hải tỏ ra hàm dưỡng rất tốt đương nhiên cái đó cũng do hồ quang hải lúc nào cũng tỏ ra tươi cười vươn tay ra không đánh người có khuôn mặt tươi cười người ta cũng không có chọc giận ngươi chỉ là tỏ vẻ chuyện này không dễ làm Trương Dương Kiên Nhẫn nói, mục tiêu chính của lão nhai là phát triển du lịch nên đối tượng được đặt đèn quảng cáo ở đây cũng phải phục vụ cho việc buôn bán. Hồ Phó Cục trưởng, người xem tại cảnh khu chúng ta lại cho một cái tập thể khí tài gì đó quảng cáo có phải là chẳng ra cái gì không? Hơn nữa, hợp đồng còn chưa ký, người lo lắng cái gì chứ? Trương Đại Quan Nhân cho là mình đã rất cho Hồ Quang Hải mặt mũi, đầu tiên là nhắc nhở hắn, ngươi chỉ là một gã Phó Cục trưởng, sau đó lại cho hắn biết hợp đồng còn chưa ký kết hết thảy đều còn cơ hội ngươi nhiều ít cũng phải cho ta cơ hội chứ nhưng hồ quang hải vẫn lắc đầu nói trương trưởng phòng a chuyện này chỉ có thể như vậy thôi nếu chúng ta lật lỏng thì những thương gia khác nhất định sẽ nghi vấn về thành tín của chúng ta hậu quả thật là nghiêm trọng hắn cười nói như vậy đi nếu còn vị trí quảng cáo khác thì để cho nàng lựa chọn phương án tối ưu đi trương dương cũng thật sự không muốn nói nhiều hắn gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài gọi cho tô tiểu hồng đem lời của hồ quang hải nói lại với nàng Tô Tiểu Hồng vừa nghe đã vui vẻ nói, ta thấy lúc trước ta tìm hắn để thuê vị trí ấy, hắn ra sức khước từ, thì ra là có chuyện như vậy, chỗ tập thể hình khí tài là của đệ đệ hắn mở ra. Trương Dương, nếu chuyện này không dễ làm thì chuyện này coi như ta chưa nói. Trương Dương vừa nghe vậy thì bốc hỏa, mẹ nó, Hồ Quang Hải, người luôn mồm nói với ta cái gì thành tín với nguyên tắc, nói đến nửa ngày thì ra là nước phù sa không chảy ruộng người. Hôm nay ta muốn xem, cái cuộc du lịch này là do hồ quang hải ngươi định đoạt hay là trương dương ta định đoạt hắn cúp điện thoại rồi quay người đi lại văn phòng hồ quang hải hồ quang hải nhìn thấy hắn lượn một vòng rồi trở lại thì trong lòng thầm kêu không ổn nhưng trên mặt vẫn trồng chất tiếu dung nói trương trưởng phòng còn có việc gì a à? trương dương nói việc quảng cáo tại lối vào lão nhai ta quyết định rồi ngươi đem đám tập thể khí tài kia đẩy đi nghe trương dương nói vậy sắc mặt hồ quang hải lập tức thay đổi Mọi người đều có huyết tính, Hồ Quang Hải tuy bình thường tính tình cũng tốt nhưng vẫn có phần quật cường. Đối với loại nhân vật cường thế như Trương Dương hắn vẫn một mực cẩn thận nhưng ở sâu trong lòng vẫn xem thường, cho rằng Trương Dương chỉ là nương tựa theo phó thị trưởng Lý Trường Vũ mà kiêu ngạo như thế. Hơn nữa, hắn cho rằng Trương Dương ngươi dù cường thế thế nào thì ngươi dù sao cũng là hạ cấp của ta. Ta là phó cục trưởng cục du lịch, ta là lãnh đạo của ngươi, ngươi dù sao cũng không nên dùng cái loại giọng điệu mệnh lệnh này để nói với ta trên mặt hồ quang hải tiếu dung biến mất hắn lắc đầu nói tiểu trương chúng ta là cán bộ quốc gia nhất định phải công tư rõ ràng ngươi làm như vậy là khó cho ta rồi không đến một bước cuối cùng hồ quang hải vẫn không muốn cùng trương dương trở mặt trương dương cười lạnh nói xong rồi a à, cái gì mà công tư rõ ràng ngươi nghĩ rằng ta không biết tân quang hình khí tài kia là do đệ đệ ngươi mở ra sao cái này gọi là công tư rõ ràng a à. mặt hồ quang hải tái xanh tư vị bị người ta ngay mặt vạch trần cũng không tốt gì hắn có chút tức giận đứng dậy nói trương dương tân quang tập thể hình khí tài nắm được việc quảng cáo thủ tục đầy đủ hết không có bất kỳ nhân tốt nào không tuân theo quy định người không cần phải ngậm máu phun người cái việc quảng cáo này ta đã định rồi nguyên nhân rất đơn giản lão nhai là cảnh khu du lịch tân quang vào đây quảng cáo xét về trình thể cảnh khu là không hợp hồ quang hải cũng động chân khí hắn lớn tiếng nói đây là quyết định của toàn thể lãnh đạo cục du lịch sau khi thảo luận ngươi không có quyền thay đổi. Sau khi nói xong, hắn cảm giác được còn chưa đủ độ mạnh yếu. Ngươi quản việc khai phá thị trường của ngươi đi. Chuyện này không thuộc về phạm vi phân công quản lý của ngươi. Trương Đại Quan Nhân hai mắt liếc xéo Hồ Quang Hải. Hắn trong quá khứ tại sao không phát hiện ra con chó này đáng ăn đòn như vậy? Vinh quang của cục du lịch ngày hôm nay còn không phải một tay ta lấy về. Việc đầu tư vào cảnh khu cũng do một tay ta thu phục. Giờ đây lão nhai xây dựng xong ta muốn dành một vị trí đặt hộp đèn quảng cáo mà có người ra sức khước từ, Trương Dương ta dễ khi dễ vậy sao? Hồ Quang Hải bị ánh mắt của Trương Dương làm cho sợ hãi, dù sao chuyện của Trương Dương lúc trước đánh phó cục trưởng cao hứng quý mọi người đều biết. Hồ Quang Hải cũng sợ hãi chuyện này sẽ rơi vào đầu mình, hắn run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Trương Dương nheo hai mắt lại, tràn ngập khinh thường nói, hồ phó cục, ngươi đừng sợ hãi, ta không đánh ngươi đâu, những việc tay chân này ta lâu lắm rồi dã không làm. Giờ đây ta cho ngươi một cơ hội, ngươi lập tức gọi cho đệ đệ ngươi, hủy ngay việc kia đi sau đó đó cùng Tô Tiểu Hồng ký kết, ta sẽ coi như hết thảy không có việc gì phát sinh. Hồ Quang Hải tức đến nỗi toàn thân lạnh run, ngươi, ngươi, là cán bộ quốc gia sao, ngươi, ngươi lưu manh, ngươi vô lại. Tay phải Trương Dương đột nhiên như thiểm điện vung ra, hung hăng vả vào miệng Hồ Quang Hải một cái, Đánh cho Hồ Quang Hải quay một vòng tại chỗ rồi ôm mặt ngã ngồi trên mặt ghế. Hắn kinh ngạc nhìn Trương Dương, thằng nhãi này rõ ràng nói là không đánh người A. À. Trương Dương thở dài, nhìn tay phải mình nói, xúc động là ma quỷ, ta còn phải kiềm chế hơn nữa. Người nói ta là lưu manh mà ta không đánh ngươi thì chẳng phải là lưu manh nữa rồi. Trương 190, đẩy tường trước chúng nhân. Lúc Trương Dương đánh Hồ Quang Hải. Cục trưởng cục du lịch cổ kính ngôn ở sát đó cũng nghe được rành mạch nhưng hắn chỉ sửng sốt rồi đóng chặt cửa phòng. Việc không liên quan đến mình, chỉ cần hắn không tìm đến thăm mình thì ta chẳng quản chuyện này. Tuy nhiên hắn là lãnh đạo tối cao của cục du lịch nên có một số việc không thể trốn tránh được. Hắn tránh ở văn phòng không được vì người ta có thể tìm tơi cửa. Phó cục trưởng Hồ Quang Hải rất phẫn nộ, rất ủy khuất, rất uất ức vọt vào, hắn ôm mặt tiến vào, trên làn da mặt trắng trẻo còn in dấu năm đầu ngón tay rõ ràng. Tuy trường đại quan nhân ra tay lưu tình nhưng đối với người khác vẫn gớ ra thương tổn rất lớn, cái mấu chốt nhất là dấu vết hắn vũ nhục người khác thể hiện ra vô cùng rõ ràng. Bị người đánh nguyên vốn là một chuyện rất dọa người, bị hạ cấp đánh lại càng dọa người, mà bị đánh trước mặt mọi người lại quả thực là dọa người đến cực điểm. Hồ Quang Hải năm nay 47 tuổi bị một gã thuộc hạ 21 tuổi đánh cho như vậy, đánh như vậy là không lưu tình chút nào. Từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên có chuyện như vậy, có vấn đề gì thì đi tìm lãnh đạo, mà người trực tiếp lãnh đạo hắn chính là Cổ Kính Ngôn nên hắn đương nhiên muốn tìm Cổ Kính Ngôn giải quyết. Cổ Kính Ngôn nhìn thấy Hồ Quang Hải xông tới thì lập tức minh mạch là trốn không thoát nên chỉ có thể ra vẻ đắn đo đồng tình kiêm kinh ngạc đứng lên nói, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn làm ra cái này quá mức giả dối, Trương Dương đánh Hồ Quang Hải, việc này phát sinh hắn đều nghe rõ, âm thanh Trương Dương bạt tai giòn vang hắn cũng nghe được, đúng vào lúc đó hắn mới đi đóng cửa văn phòng lại nên giờ đây lại có thể giả dạng là hoàn toàn không biết gì cả. Hồ Quang Hải ủy khuất mắt đỏ đục ngầu, cổ cục, ta không có cách nào khác, trương dương hắn đánh ta. Khi nói ra những lời này mũi hắn cay xè, chỉ kém chút nữa là rơi lệ. Hắn nhớ rõ ngày đó khi hắn biết cao hưng quý bị đánh thì trong nội tâm còn âm thầm cao hứng, nhưng hôm nay đến phiên hắn, hắn cuối cùng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nhấm nháp tư vị khổ sáp này. Cổ kính ngôn trong lòng tự nhủ ngươi là không may, Trương Dương là nhân vật nào mà ngươi còn không tin tưởng, tại sao lại phải đi chiêu chọc hắn a. À? Trong nội tâm suy nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không thể nói ra được. Hắn rất đồng tình bảo Hồ Quang Hải ngồi xuống, "Lão hổ a, công tác có vấn đề gì mà tại sao lại ra tình trạng này?" Trương Dương đã theo tới, trên mặt thằng nhãi này vẫn cười tươi giống như việc đánh người cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Hắn cười tủm tỉm nhìn ra Hồ Quang Hải nói, "Ơ, Hồ Phó cục trưởng, ngài cũng đến đây à? Hồ Quang Hải hung hăng chừng mắt nhìn hắn, biểu hiện trên mặt tuy hung ác, phẫn nộ nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi, sợ thằng nhãi này một câu không hợp lại xông lên hành hung mình. Cổ kính ngôn cố ý ngẩn mặt nói, tiểu trương a, có chuyện gì xảy ra vậy? Có vấn đề gì mọi người nói ra, sao không dùng phương thức cấp tiến hơn để giải quyết? Hồ Quang Hải nghe cố kính ngôn nói như vậy thì trong lòng phẫn nộ, người ta đã đánh vào mặt ta. Cổ kính ngôn ngươi cư nhiên còn định tính toán phương thức giải quyết cấp tiến hơn, đánh vào mặt ta cũng là một phương thức làm việc a. À. Hắn ý thức được là từ cố kính ngôn trước mặt căn bản không thể tìm được sự công bình. Cổ kính ngôn từ trước đến nay khéo đưa đẩy sẽ không vì hắn xuất đầu. Trương Dương nói, ta là tới để nói chuyện công việc. Cổ cục trưởng, ta cảm thấy lão nhai là cảnh khu trọng điểm du lịch Giang Thành, đèn quảng cáo tại lối vào lão nhai hòa hợp với phong cách chỉnh thể của lão nhai tân quang tập thể hình khí tài căn bản không hợp với chỗ này. Không thể để cho bọn họ phá hủy hình ảnh của lão nhai. Hồ Quang Hải lớn tiếng nói, nói nhiều như vậy, người còn không phải là muốn thiên vị cho bằng hữu người A. À. Trương Dương gật đầu nói, Hồ Phó Cục trưởng, người đã nói đến như vậy thì hảo, ta sẽ nói rõ, hộp đèn quảng cáo tại lối vào cửa lão nhai ta đã định rồi, người bảo huynh đệ ngươi thôi đi, còn có nữa, cổ cục ta cảm thấy việc cho thuê vị trí của lão nhai lần này tồn tại vấn đề trọng đại nên đề nghị tổ chức lại việc cho thuê quảng cáo. Cổ kính ngôn suốt mồ hôi chán, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, hắn và Hồ Quang Hải, một chính là cục trưởng, một là phó cục trưởng. Người minh bạch thì biết bọn họ là thủ trưởng của Trương Dương còn người không biết thì còn tưởng rằng Trương Dương chính là thủ trưởng của bọn hắn, đang sai bảo bọn hắn. Trương Dương từ trước tới nay mặc dù không đem mấy vị lãnh đạo cục du lịch để vào mắt nhưng trên mặt cũng không biểu hiện gì, tối thiểu nhất là vẫn phải tỏ vẻ tôn trọng nhau. Hắn hôm nay sở dĩ biểu hiện ra cường thế như vậy, nói ra lời nói khí phách 10 phần như vậy chủ yếu là bởi vì việc Hồ Quang Hải khiến hắn rất tức giận. Việc khai phá lão nhai cùng tu bổ tường thành cổ cũng như việc thu hút đầu tư với từ bên ngoài đến đều là do hắn dùng năng lực và quan hệ có được. Tại cục du lịch hắn được cho là đệ nhất không thần, Giờ đây tại cảnh khu hắn đơn giản chỉ muốn lấy được vị trí đặt một cái hộp đèn quảng cáo, yêu cầu như vậy cũng không quá phận nhưng Hồ Quang Hải lại có thể đem giọng quan ra đùa giỡn với hắn và ra sức khước từ. Các ngươi đã không để cho ta mặt mũi, lão tử tại sao phải cho các ngươi mặt mũi? Các ngươi cảm thấy ta kiêu ngạo, cảm thấy ta cường thế thì hôm nay ta chính thức kiêu ngạo cho các ngươi xem, cho đám các ngươi nhìn rõ ai mới là có quyền thế nhất cục du lịch, ai mới là người có cống hiến lớn nhất cục du lịch cổ kính ngôn thật vất vả mới đem Trương Dương đuổi về phòng, chuyện phó cục trưởng Hồ Quang Hải bị đánh rất nhanh đã chuyển đi khắp cả cục du lịch. Bốn vị phụ trách cục du lịch ngồi lại một chỗ, phó cục trưởng Cao Hưng Quý từ khi bị Trương Dương tát cho một cái, sau đó lại bị cảnh cáo đảng nên trở nên thu mình lại rất nhiều. Nghe nói Hồ Quang Hải cũng gặp vận rủi đồng dạng thì cảm giác đầu tiên chính là có chút hả hê. Mẹ nó, người cũng có ngày hôm nay à, cái khiến hắn cao hứng còn có giờ đây người bị đánh không chỉ có một mình hắn, có người cùng chia sẻ, cảm giác vũ nhục cũng giảm đi rất nhiều. Sau này lưng hắn có thể thẳng lên một chút, dù sao người bị đánh cũng không phải chỉ có ta. Hồ Quang Hải vẫn đang ôm mặt, hắn tràn ngập bi vẫn nói, ta công tác đã 25 năm chưa bao giờ gặp phải hành vi dã man như vậy, không có lý lẽ như vậy, cán bộ vô lại như vậy. Trên phương diện công việc mọi thứ đều có thể thương lượng giải quyết, ta là lãnh đạo của hắn nhưng sự tôn trọng tối thiểu với ta hắn cũng không có. Hắn đánh ta cái này không đơn thuần là đánh ta mà là hành động miệt thị cơ quan nhà nước, miệt thị tính nguyên tắc giai cấp. Cao Hưng Quý rất đồng tình thở dài một hơi, loại người này chính là con sâu làm giàu nổi canh trong đội ngũ cán bộ. Hành vi của hắn tạo ra ảnh hưởng xấu trong quần chúng, lần này tuyệt không có thể nuông chiều được nữa, dưới tình huống Trương Dương không ở tại hiện trường, hắn cũng không che giấu sự oán độc trong nội tâm. Cổ kính ngôn nhìn về phía tưởng Khánh Thiện trong ba vị phó cục thì tưởng Khánh Thiện là người trẻ tuổi nhất, hắn và Trương Dương cũng chưa có bất luận xung đột gì. Hắn lại biết rõ chỗ dựa sau lưng Trương Dương, hắn đương nhiên biết rõ sáng suốt nhất là bảo trì sự trầm mặc. Cổ kính ngôn nhìn ra là tưởng Khánh Thiện đang bo bo giữ mình, hắn thầm nghĩ trong lòng, kẻ nên bo bo giữ mình cũng chính là ta. Giờ đây ngay cả ta cũng bị lôi kéo vào nên người muốn không đếm xỉa đến cũng không có cửa đâu. Hắn không nhanh không chậm nói, đồng chí Khánh Thiện thấy thế nào. Tưởng Khánh Thiện bị điểm danh, hắn không muốn biểu lộ thái độ cũng không được nên đành nói trương dương xử lý chuyện này xác thực là có một ít ảnh hưởng không hay sau đó tiếp đó trầm mặc xuống hồ quang hải nói cổ cục trương lần này ta nhất định sẽ không để mặc như vậy người quản hay không quản thì mặc kệ mặc kệ người ta phải đi tố cáo ta sẽ lên tỉnh bẩm báo ta cũng không tin thiên hạ này không có nói lý ta là một nhân viên quốc gia khi thi hành công tác mà quyền nhân dân cơ bản nhất cũng không được bảo đảm Cao Hưng quý phụ họa nói, "Ta đi cùng với ngươi, chúng ta đến phó lý thị trưởng nói rõ lý lẽ đi, mọi người cùng nhau đi." Khi nói câu sau cùng hắn muốn lôi cả Cổ Kính Ngôn và Tưởng Khánh Thiện vào. Cổ Kính Ngôn ho khan một tiếng, "Chuyện này không cần phải long trọng như vậy a." À. Hồ Quang Hải ôm mặt đứng lên nói, "Ta sẽ đi bệnh viện kiểm tra ngay bây giờ, khi quay về ta sẽ đi tìm chính quyền thành phố phản ánh tình huống." Hắn nhìn Cổ Kính Ngôn rồi xoay người đi ra cửa. Hồ Quang Hải từ thái độ của cổ kính ngôn đã mình bạch, muốn trông cậy vào hắn để xử lý Trương Dương căn bản là không có bất kỳ hy vọng nào. Người sống vì mặt mũi, sự nhục nhã này nói gì thì nói hắn không thể bỏ qua được. Khi Trương Dương đánh Hồ Quang Hải hắn cũng không nghĩ sự tình sẽ náo loạn như thế, nhất là chuyện này bị đưa ra hội nghị thường ủy làm đề tài cho các ủy viên thị ủy thảo luận. Người nhắc tới chuyện này là quyền trưởng tả viên chiêu, thật ra chẳng những riêng tả viên chiêu mà mấy vị lãnh đạo thị ủy khác đều nhận được lời tố cáo của lãnh đạo cục du lịch. Cổ kính, ngôn mặc dù không có ra mặt nhưng hắn đã ký tên vào danh sách nhân chứng chứng kiến hồ. Quang Hải bị đánh, bốn vị lãnh đạo cục du lịch hợp lực tố cáo Trương Dương trong đó hồ Quang Hải là chính, cao quý hứng làm phụ, cổ kính ngôn và tưởng khánh thiện là thuộc về nhân vật bất đắc dĩ bị dẫn ra pháp trường. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ đối với Trương Dương cũng khá bất mãn, chỉ có điều là tuy giận mà không dám nói gì, nếu không cũng sẽ không đi theo trợ giúp. Hồ Quang Hải quan hệ với quần chúng không tệ, lại được Cao Quý Hưng toàn tâm toàn ý hợp tác, bọn họ lần này kích động đại bộ phận nhân viên trong cuộc du lịch cùng ký tên, liên danh kiện lên cấp trên. Đối với Trương Dương mà nói, đây không phải lần đầu tiên, từ lúc hắn còn ở Xuân Dương cũng từng phải gặp trường hợp bị tập thể viện bà mẹ và bảo vệ sức khỏe trẻ em huyện Xuân Dương kiện lên cấp trên, cuối cùng phải cho hắn đi Bắc Kinh tránh né, còn lần này phong bạo ập tới so sánh lần trước cần thêm kịch liệt. Quyền thị trường tả viên chiêu trên mặt mang theo vẻ đau lòng phẫn nộ, hắn căn bản không cần che giấu tâm tình thật sự của mình. Từ sau phục dương ẩm thực tiết hắn đối với Trương Dương tràn đầy căm hận. Đúng là tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đã khiến cho mình mặt đầy bụi đất đứng trước Cố dẫn Chi, hơn nữa rất có khả năng ảnh hưởng đến cái nhìn của Cố dẫn Chi đối với mình. Tả viên chiêu cũng không phải muốn mượn việc công để báo tư thù mà trong thể chế việc hạ cấp đánh thượng cấp nguyên vốn là một loại hành động tối kỵ. Trương Dương hết lần này tới lần khác muốn làm như vậy là hắn tự tìm không may. Tả chiêu viên nói, một số cán bộ tuổi trẻ trong chúng ta tự cho là làm được một điểm thành tích là đã đắc chí, quên đi sự khiêm tốn cẩn thận, không kiêu không ngạo, quên sự đoàn kết hữu ái giữa các đồng sự, quên việc tôn trọng lãnh đạo thượng cấp. Đây là một loại hành vi lệch lạc, đây là bôi đen cờ đảng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cán bộ chúng ta trong mắt quần chúng ta đề nghị phải nghiêm túc xử lý chuyện này đối với người trong cuộc phạm sai lầm vô luận hắn đã từng có thành tích như thế nào bối cảnh như thế nào cũng không được nuông chiều nếu không là cỗ vũ đội ngũ cán bộ có hành vi lệch lạc khi hắn nói những lời này lại liếc mắt nhìn lý trường vũ cả giang thành người nào không biết trương dương là người của lý trường vũ ngươi ta nói tới bối cảnh chính là nói đến ngươi ngươi là chỗ dựa của hắn giờ đây Trương Dương gây ra tai họa ta lại muốn nhìn ngươi xử lý ra sao. Phó thị trưởng viên thành tích nói, người trẻ tuổi dù sao tính tình xúc động, nhìn thấy ưu điểm của bọn họ thì còn cho bọn hắn cơ hội, bất quá đối với người đã phạm sai lầm thì thực sự không thể nuông chiều được, nhất định phải để cho bọn họ nhận thức sâu sắc được sai lầm của mình, nếu không sẽ bất lợi với phát triển sau này của bọn họ. Hắn thấy hành động của Trương Dương thì cũng không vui, qua đó đối với người trẻ tuổi này cũng không có quá nhiều hào cảm. Nhân đại chủ nhiệm triệu thụ lâm cười nói, cái này tựa như trồng cây vậy, nhất định phải kịp thời uốn nắn bọn hắn, nếu không thì bọn họ có thể phát triển sai lệch. Các ủy viên thường ủy đều nở nụ cười, không khí vốn nặng nề nghiêm túc giống như được hòa hoãn đi một ít, chỉ có Cục trưởng Cục Công an Điền Khánh Long là ủng hộ Trương Dương. Hắn thấp giọng nói, cây cao chịu gió lớn, có một số việc chúng ta cũng phải nhìn thấy, Trương Dương đi tới Cục Du lịch công tác lấy được thành tích sáng chói hơn nữa có một số việc cũng không thể nghe đơn phương được. Chúng ta làm cảnh sát rất chú ý đến chứng cứ, cái này cũng phù hợp với nguyên tắc thật sự cầu thị." Tả Viên Chiêu có chút bất mãn nhìn Điền Khánh Long, thật không biết vị lão đại ca này tại sao lại thiên vị Trương Dương như vậy. Bốn vị lãnh đạo cục du lịch liên hợp kiện lên cấp trên, CIA này còn muốn chứng cứ, chẳng lẽ người ta kết phường vu hãm hắn không bằng. Tả Viên Chiêu nói, thành tích phải khẳng định sai lầm mà xử lý. Xử lý sai lầm cũng là cách giúp hắn tiến bộ, là vì hắn muốn mà thôi hồng vĩ cơ rất hào hứng nhìn hiện trường chuyện của trương dương hắn cũng không để trong lòng cái chính thức khiến hắn cảm thấy hứng thú là thông qua chuyện này hắn có thể thấy được sự khác nhau giữa các ủy viên thường ủy hắn đưa mắt nhìn về phía lý trường vũ làm chỗ dựa sau lưng trương dương là người dẫn đường trên con đường làm quan lý trường vũ liệu có thể nghiêng theo tả viên chiêu hay không lý trường vũ mím môi chậm rãi nói ta đồng ý với ý kiến tả thị trưởng tất cả mọi người đồng thời đều nhìn vào lý trường vũ Mọi người đều biết Lý Trường Vũ là chỗ dựa của Trương Dương nên cũng đều cho rằng Lý Trường Vũ khẳng định là phải ủng hộ Trương Dương nên nghe câu nói đầu tiên của Lý Trường Vũ là đồng ý xử lý Trương Dương, nhất trí với ý kiến của Tả Viên Chiêu thì ai cũng bất ngờ. Lý Trường Vũ đương nhiên biết rõ tại sao Tả Viên Chiêu đem chuyện này nói ra trước mặt mọi người. Dụng ý của hắn chính là làm khó dễ mình mà Trương Dương tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo đi rồi, động thủ đánh lãnh đạo, vô luận điểm xuất phát của hắn ở đâu thì loại sự tình này đều làm cho người ta kiêng kỵ. Tuy sau khi hắn đến cục du lịch đã làm được không ít nhưng trong con mắt vài vị lãnh đạo cục du lịch thì trở thành giọng khách hát giọng chủ. Cho dù bốn vị lãnh đạo mặt ngoài không nói ra thì trong lòng nhất định cũng sẽ có chút suy nghĩ. Mà việc đố kỵ người tài trí là chuyện bình thường, Trương Dương xác thực là rất có bổn sự, năng lực của hắn lại xuất chúng nên bị nhiều người ghen ghét. Lần này hắn ra tay đánh Hồ Quang Hải tuy không tính là đại sự gì nhưng chẳng khác gì mồi lửa khiến cho tất cả oán niệm của những người xung quanh đối với hắn từ xưa tới nay đều được dẫn phát ra, trong đó còn kể cả cấp lãnh đạo thị ủy như tả viên chiêu, viên thành tích. Lý Trường Vũ đồng ý xử lý Trương Dương cũng có dụng ý của hắn. Một đám các người hợp mưu xử lý Trương Dương, không bằng ta xuất thủ trước, các người nghĩ ta chống thì ngược lại ta lại đẩy. Ta diễn cho các người thấy một màn nhỏ lệ chảm mã, cho các người có lực mà lại không có chỗ dùng. Trước khi các người đẩy tường ta đem bức tường hủy đi. Vừa rồi khi mọi người lên tiếng chỉ trích thì Lý Trường Vũ đã suy nghĩ phương án giải quyết chuyện này nên lúc này hắn hắng giọng một cái nói. Nếu không xem xét nguyên nhân khiến cho cấp dưới đánh lãnh đạo trực tiếp thì hành vi này đều không đáng để đề sướng. Huống chi chuyện này lại phát sinh ở trên người một cán bộ vừa mới đi học ở trường đảng tỉnh về, phát sinh ở trên một cán bộ mới được lãnh đạo tỉnh khen ngợi. Những lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều nghe ra ý che chở của Lý Trường Vũ đối với. Trương Dương, người ta đây là nói, đừng tưởng rằng chỗ dựa của Trương Dương chính là Lý Trường Vũ ta mà chính là cố bí thư tỉnh ủy. Một đám người các ngươi không phải muốn xông lên muốn vây công hắn sao? Đừng trách ta không điểm tỉnh các ngươi, đá cho còn phải xem mặt chủ nhân, xử lý Trương Dương phải cẩn thận không có đắc tội với cố dẫn chi thì tất cả mọi người đều không hay đâu quyền thị trường tả viên chiêu sắc mặt rất khó coi nhìn Lý Trường Vũ. Lời của Lý Trường Vũ khiến cho hắn không khỏi nhớ lại chuyện phát sinh tạo phục dương ẩm thực tiết. Khi đó bí thư tỉnh ủy cố dẫn chi đối xử với Trương Dương cũng thật sự không bình thường, lại có thể bỏ qua lãnh đạo Giang Thành để xuống huyện Xuân Dương cổ động. Bí thư thị ủy Hồng Vĩ cơ lại biết những lời này của Lý Trường Vũ có chút lên gân. Với thân phận và địa vị của cố dẫn chi thì tuyệt sẽ không ra mặt can thiệp loại chuyện nhỏ nhặt này, huống chi hôm nay mọi người nhắc đến chuyện này mục đích cũng không phải là đem trương dương một gậy đánh chết tươi mà muốn cho hắn một sự giáo huấn là muốn dẹp sự phẫn nộ của dân chúng xuống hồng vĩ cơ mỉm cười nói xem ra hắn đi trường đảng cũng không học được cái gì lý trường vũ cũng cười một tiếng nói nhất định là phải xử lý nhưng mà cũng không thể vơ đúa cả nắm một đòn chết chắc dù sao khi hắn ở cục du lịch lo lắng công tác chiêu thương cũng làm được nhiều thành tích như vậy Ta đề nghị miễn đi chức vụ trưởng phòng khai phá du lịch của Trương Dương, xử phạt cảnh cáo hành chính đối với hắn. Khu du lịch Tường Thành Cổ và Lão Nhai sắp toàn diện mở ra, ta có ý định liên hợp tác các cục di vật văn hóa, cục du lịch, cục bảo vệ môi trường và cục công thương thành lập một ban quản lý tổng thể khu du lịch, thống nhất quản lý công tác chủ bị. Nhiệm vụ ở đây gian khổ mà nặng nề, hắn tinh lực vô hạn, từ công việc giai đoạn trước ta thấy việc cho hắn làm chân tổng hợp đi lại quản lý lo liệu công tác là phù hợp hắn phải cam đoan đưa khu du lịch mở cửa tiếp khách thuận lợi và đúng hẹn, coi như là để hắn lấy công chuộc tội, mọi người xem thế nào. Tất cả mọi người nghe rõ, cái này cũng có thể gọi là xử lý sao. Căn bản chính là lên trước biến tướng, cấp bậc tuy không thay đổi nhưng bằng việc đem quyền lực của vài cơ quan tập trung ở cùng một chỗ, cứ như vậy mà giao cho Trương Dương thì sự bao che của Lý Trường Vũ quá rõ ràng. Quyền thị trưởng tả viên chiêu còn muốn nói điều gì nhưng bí thư thị ủy hồng vĩ cơ cười nói, ta xem như vậy không sai, khu du lịch tường thành cổ, phong cảnh lão nhai đều là công trình du lịch trọng điểm của Giang Thành, nhất định phải bảo đảm lợi nhuận tiếp khách, khiến cho hắn lập công chuộc tội. Hắn lại chuyển hướng sang tả viên chiêu nói, Hồ Quang Hải ở cục du lịch bên kia, người bảo với hắn, chỉ là xô sát trong công việc mà thôi, một lão đồng chí công tác nhiều năm cần độ lượng với các đồng chí trẻ tuổi một chút. Điền Khánh Long không nhịn được bật cười lên, Trương Dương hỗn tiểu tử này vận khí thật sự là tốt, nhiều người đẩy như vậy mà hắn không ngã. Trương Dương thời gian này cũng không có tốt, hắn giờ đây có chút hối hận là đã đánh Hồ Quang Hải. Hồ Quang Hải là người địa phương Giang Thành, lão bà hắn Triệu Kim Liên là người đàn bà tranh chua điển hình. Sau khi Hồ Quang Hải bị đánh, lão bà của hắn liền tập hợp 6 tỷ muội vào cuộc du lịch chửi bới. Trương Đại Quan Nhân cái dạng chàng diện hung hiểm nào đều đã trải qua, coi như là đối mặt với cao thủ nhất lưu hắn vẫn có thể trò chuyện vui vẻ mặt không đổi sắc, nhưng mà khi thất tỷ muội xông vào cuộc du lịch chống nạnh và bắt đầu chửi ầm lên thì trương đại quan nhân kể từ khi trùng sinh đến nay lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Bảy nữ nhân thay nhau ra trận khiến cho toàn thể nhân viên cục du lịch đều được lãnh hội thế nào gọi là người đàn bà tranh chua nhất Giang Thành. Trương đại quan nhân theo cửa sau trốn khỏi cục du lịch, thậm chí ngay cả xe jeep cũng không dám lấy đi sau khi thoát khỏi chiến trường thì cuộc sống đều ướt đẫm mồ hôi, mẹ nó những lão nương này mồm miệng cũng quá độc đi. Thất tỷ muội triệu kim liên chẳng những mắng chửi người ác độc mà còn rất bền lòng. Mỗi ngày đúng 8 giờ liền xuất hiện ở cổng cục du lịch. Thay phiên mở miệng mắng, đối mặt với đa đàn bà tranh chua này Trương Dương thật sự không có biện pháp nào tốt, hảo nam không cùng nữ đấu, người bình thường ai cùng người đàn bà tranh chua đấu a à? Lão tử không thể trêu vào vậy thì trốn thôi. Thế là hắn lựa chọn không đi cục du lịch làm việc nữa, dù sao đám đàn bà tranh chua này không có khả năng cả đời canh giữ ở cục du lịch. Trong tình trạng này Trương Dương tham gia hôn lễ của Lý Trường Vũ. Hôn lễ của Lý Trường Vũ cũng không để lộ ra ngoài, ngoại trừ nhà Trương Dương ra thì dự hôn lễ cũng chỉ có chị dâu hắn Tô lão thái, cha mẹ huynh đệ của Cát Xuân Lệ. Dưới sự an bài của Trương Dương, bọn họ đến nhà Trương Dương tại Nhã Vân Hồ tổ chức hôn lễ. Cố Gia Đồng cũng cùng đi với Trương Dương tới dự hôn lễ và cũng đưa lễ vật tới. Bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ Nguyên vốn cũng có ý định tới dự nhưng lại sự vụ khẩn cấp nên không thể đích thân tới. Nhưng vậy cũng là tốt rồi, đều là người trong nhà tụ họp cùng một nơi cười cười nói nói càng thêm tự nhiên thân mật. Trương Dương tạm thời trở thành người dẫn chương trình, khi hướng dẫn vợ chồng giao bái thì trong mắt Cát Xuân Lệ đã tuôn ra nước mắt hạnh phúc nàng cùng Lý Trường Vũ có thể đi đến ngày hôm nay có thể nói là đã trả qua nhiều sóng gió, rất không dễ dàng gì. Trong thời điểm Lý Trường Vũ gặp vụ án xong quy biểu hiện của nàng rút cuộc chiếm được tình cảm tối chân thành của Lý Trường Vũ. Cố dài đồng ở một bên nhìn sáng cắt xuân lệ mà chợt nhớ tới năm đó khi nàng cùng Ngụy Trí Thành kết hôn. Lúc ấy chẳng diện hôn lễ có thể nói là quy mô hùng vĩ nhưng người mặc áo cưới nàng lại cảm giác như đang diễn xuất vậy. Nàng cảm giác mình chỉ là một cái đạo cụ, cái mà tất cả mọi người quan tâm đều thực sự không phải là hôn lễ, từ đó trở đi nàng đối với hôn lễ sinh ra một loại cảm giác bài xích, một loại cảm giác chán ghét thậm chí là cự tuyệt đi tham gia hôn lễ nhưng hôm nay nàng chợt phát hiện ra nguyên lai like hôn lễ cũng có thể ấm áp như thế, hạnh phúc như thế. Niềm hạnh phúc của các Xuân lệ hiện rõ trên mặt, mọi người chung quanh đều có thể cảm nhận được nàng giờ phút này ôn hòa cùng thỏa mãn. Cố Gia đồng sinh ra một loại cảm giác hâm mộ không nói nên lời, nàng nhìn sang Trương Dương, Trương Dương cũng nhìn nàng trên mặt hai người đồng thời lộ ra một tia tiếu dung nhàn nhạt, nhạt, Ở cùng Trương Dương lâu ngày, cố dài đồng đối với Trương Dương cũng càng rõ ràng, nàng biết Trương Dương có yêu thương mình, điều này không phải là dối lửa nhưng trong lòng Trương Dương chưa quá nhiều người. Cố giai đồng sau lần không khống chế được tâm tình lần trước, lần này cũng càng trở nên lý trí, thật ra hai người yêu nhau ở cùng một chỗ là tốt rồi, về phần những cái khác nàng cũng không có mong muốn xa vơi gì. Triệu tĩnh cùng mẫu thân từ lập hoa cũng tới tham gia hôn lễ. Lý Trường Vũ là cha nuôi của nàng, làm con gái nuôi dương nhiên phải tới, hai mẹ con đờ nát đứng một bên xì xào bàn tán mà chủ đề nói tới lại là quan hệ giữa Trương Dương cùng cố giai đồng. Từ lập hoa đối với chuyện tình cảm của con mình cực kỳ quan tâm, nữ nhi hắn mang về nhà cũng không ít nhưng đến bây giờ cũng không có một ai xác định quan hệ rõ ràng, điều này làm cho nàng là mẫu thân sao có thể không nóng lòng. Tiệc cưới được tổ chức trong nhà, Trương Dương gọi hai gã đầu bếp từ ngư mễ chi hương tới, mọi người cùng ngồi một chỗ, vui vẻ uống chén rượu mừng. Nếu không phải là vì chiếu cố tâm tình Cát Xuân Lệ thì Lý Trường Vũ chắc là không muốn tổ chức nghi thức này. Tuy nhiên người vui vẻ nhất phải kể tới Tô lão thái, nàng kéo tay Cát Xuân Lệ nói liên nguyên, xem ra hai người ở chung thập phần hòa hợp. Khi Lý Trường Vũ cùng Cố Giai Đồng chạm cốc có nhắc đến chuyện xí nghiệp chế dược Giang. Thành, Cố tiểu thư, tình huống chế dược xí nghiệp Giang thành ngươi hẳn là minh bạch." Cố Giai Đồng gật nhẹ đầu công trình ba đường bao vòng quanh thành phố đã đi vào quỹ đạo, hơn nữa việc thi công cụ thể do Phương Văn Nam phụ trách, nàng cũng không hao phí quá nhiều tinh lực nữa. Sau phục dương ẩm thực tiết nàng mà bắt đầu chú ý đến chuyện xí nghiệp chế biến dược này và xuất hiện ý niệm thu mua trong đầu, ta hiểu, tình hình giờ đây của xí nghiệp chế dược Giang Thành rất kém, đã khất nợ lương công nhân hơn 10 tháng, địa bộ phận cán bộ kỹ thuật đã bỏ đi. Hơn nữa còn có nợ nần bên ngoài không ít, nếu như loại tình huống này tiếp tục phát triển thì tương lai càng tệ. Trương Dương đứng một bên giúp đỡ nói, ta nghe nói hai ngày trước, công nhân ở đây đã đi lên tỉnh khiếu oan tập thể nhưng đã bị đuổi trở về. Lý Trường Vũ thở dài nói, công nhân cũng muốn ăn cơm. Hành vi của bọn có có chút quá kích cũng có thể hiểu được. Cố Giai Đồng nói, Lý Phó Thị trưởng, nếu ta ra mặt thu mua xí nghiệp chế biến dược giang thành thì có thể có chính sách ưu đãi hay không? Chuyện này ta lén cùng vài vị thường ủy đàm luận qua, xí nghiệp chế dược giang thành là một xí nghiệp quốc doanh giả cỗi, nên nếu muốn toàn diện thu mua thì sẽ gặp phải một số vấn đề. Hay là cố tiểu thư dùng biện pháp mua cổ phần chi phối hoặc cổ phần lớn tiến vào xí nghiệp chế dược Giang Thành, chúng ta sẽ tận lực ủng hộ về mặt chính sách. Cố Giai Đồng nói, càng là xí nghiệp quốc doanh già cỗi thì tình huống nội bộ lại càng phức tạp, không dối gì lý phó thị trường. Ta sớm đã có hứng thú với xí nghiệp chế dược Giang Thành nhưng đối với việc quản lý xí nghiệp sau này thì cơ cấu cổ đông như thế nào? Đây là vấn đề khiến ta vẫn rất băn khoăn mà chậm chạp không hành động, Thật ra số nhà đầu tư như ta còn rất nhiều, ta cho rằng muốn triệt để thay đổi cục diện khó khăn của xí nghiệp chế dược Giang Thành thì nhất đai đinh phải triệt để cải cách. Cái ta cần là nắm giữ quyền quản lý tuyệt đối, chỉ như vậy thì ta mới có thể yên tâm lớn mật phóng tay mà làm. Lý Trường Vũ cũng không nói lời nào, suy nghĩ của Cố Gia Đồng hiển nhiên có chút quá mức lý tưởng hóa. Yêu cầu của thời đại bắt buộc phải cải cách cái gì thì quá trình làm đều phải tiến hành theo chất lượng, bước chân nhất định không thể bước quá lớn, phải phù hợp với tình huống thực tế bảo thủ quá cũng không được, quá cấp tiến cũng không được, nhất định phải tìm được điểm cân bằng. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, suy nghĩ của cố tiểu thư cũng không thích hợp với tình huống bây giờ, muốn tìm kiếm hợp tác thì nhất định phải tìm được phương án hợp lý nhất. Hai ngày nữa ta sẽ bảo người quản lý xí nghiệp chế dược giang thành tiếp xúc với cố tiểu thư, bàn bạc thương lượng tìm kiếm phương pháp giải quyết phù hợp, người xem thế nào. Cố dài đồng vật nhẹ đầu. Trương Dương không nhịn được nói, ta thật không rõ, cái xí nghiệp này đã ngưng sản xuất, ăn cơm không nổi nữa. Nay có người muốn tới tiếp quản, muốn đầu tư vào chế dược, muốn căn bản thay đổi diện mạo nhà máy. Đây vốn là việc lưỡng toàn kỳ mỹ, có cái gì phải thảo luận chứ? Cố giai đồng tỏ vẻ hiểu được, trương dương lại nói, hơn nữa cục diện bên kia dối dám mấy năm liên tục thua lỗ, không bằng chuyển nhượng ra ngoài, biến phế vi bảo. Nhà máy thì có lợi nhuận, quốc gia thì có thu nhập từ thuế, thu nhập từ thuế càng nhiều thì quốc gia càng mạnh, ích lợi càng nhiều. Lý Trường Vũ không phủ nhận hắn nói có đạo lý tuy nhiên đổi chủ đề sang nói chuyện hắn gần đây đá Hồ Quang Hải, Trương Dương, người ở trong thể chế đã lâu tại sao còn xúc động như vậy. Trương Dương hót như khứu nói, ta thực sự là tức giận mà, du lịch giang thành từ chỗ không có gì, từ cái nhỏ đến cái lớn là do ta vắt óc tìm mưu kế biến thành như ngày hôm nay nhưng ta chỉ mở miệng muốn thuê một vị trí lắp đặt hộp đèn quảng cáo mà Hồ Quang Hải hắn ngay cả mặt mũi ta cũng không cho. Lý Trường Vũ nói, trên quan trường muốn đi được xa hơn thì nhất định phải cẩn thận, không kiêu không ngạo, nhất định phải đoàn kết, thể đoàn kết đồng chí. Người cho dù có năng lực nhưng nếu không có quần chúng làm trụ cột thì cũng không đi xa được. Khi nói đến chuyện này, Lý Trường Vũ không khỏi nhớ tới việc mình đề xuất thành lập ban quản lý tổng hợp khu du lịch, chuyện này lúc ấy tại hội nghị thường ủy cũng không có gây ra sóng gió gì nhưng sau hội nghị thì lại truyền đi rất nhanh người ta nói hắn dùng người không khách quan, nói hắn lạm dụng quyền lực trong phạm vi đại quản hạt. Cái làm cho Lý Trường Vũ đau đầu là Hồ Quang Hải đi làm cáo trạng rất có tùy hứng, nghe nói xong kết quả xử lý Trương Dương thì hắn tỏ vẻ không phục, đã cùng Cao Hưng Quý lên tỉnh cáo trạng. Lúc Lý Trường Vũ cùng Trương Dương nói chuyện, cố dài đồng đứng dậy nói điện thoại, đây là ba ba của nàng gọi tới. Cố Duẫn Chi hỏi một chút về tình hình của nữ nhi gần đây rồi thuận tiện nhắc nhở nàng, dưỡng dưỡng trong thời gian tới muốn đi bắc kinh học bảo nàng trở về xử lý cố gia đồng vật nhẹ đầu rồi thuận miệng nói đang tham gia hôn lễ của lý trường vũ khi cố duẫn chi nghe tên lý trường vũ thì trầm ngâm một chút rồi bảo cố ra đồng đưa điện thoại cho lý trường vũ lý trường vũ nhận được điện thoại của cố duẫn chi thì trong nội tâm có chút mừng rỡ cố duẫn chi đầu tiên là chúc mừng hắn kết hôn sau đó thanh âm trở nên có chút nghiêm túc nguyên nhân cũng rất đơn giản hồ quang hải lần này bẩm báo lên tỉnh ủy hắn chẳng những tố cáo mà còn đưa lên huyết thư. Lý Trường Vũ thấy thì sửng sốt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhân vật bình thường không nói nhiều như Hồ Quang Hải lại vô lại như vậy, đã kinh động đến Cố Duẫn Chi. Điều này cho thấy hắn lên tỉnh đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Cố Duẫn Chi rõ ràng có chút tức giận nói, làm cái gì vậy? Một cán bộ còn trẻ lại có thể trong giờ làm việc ẩu đả thượng cấp, loại sự tình này làm cho người ta cười đến rụng răng, hắn dám làm như vậy là vì những lãnh đạo trực tiếp như các ngươi dung túng. Lý Trường Vũ nghĩ thầm, chỗ dựa sau lưng hắn không phải là ngươi sao. Nói đến dung túng đối với hắn thì ngươi so với ta còn lợi hại hơn nhiều. Tại Phục Dương ẩm thực tiết ngươi bỏ qua nhiều lãnh đạo giang thành như vậy mà trực tiếp đi Xuân Dương cổ động cho hắn. Đây không phải dung túng thì là cái gì? Tại sao giờ đây lại đi chỉ trích ta? Lý Trường Vũ trong nội tâm mặc dù có chút khó chịu nhưng lại không dám nói với cố dẫn chi. Hắn tỏ vẻ rất thành khẩn phải xử lý tốt vấn đề này, tuyệt không khiến cho vấn đề bị khuếch đại, không để cho thượng cấp lãnh đạo thêm phiền toái, nhất định phải làm cho Trương Dương nhận thức sâu sắc về sai lầm của mình. Cô duẫn chi hết tức giận thì lại nói, kinh tế Giang Thành so sánh với cả Bình Hải thì thủy Trung vẫn rất ở phía sau, lãnh đạo các người phải đem hết tinh lực vùi đầu vào phát triển kinh tế đi, những chuyện nhàm chán thế này không cần phải đi làm. Rồi hắn lại nói, còn có đội ngũ cán bộ các người có phải là học tập thật giỏi không? đánh người giỏi, chửi bới giỏi, còn ra cái thể thống gì nữa. nói xong cố duẫn chi cúp luôn điện thoại. lý trưởng vũ đưa di động trả lai like cho cố giai đồng. tâm tình hắn nguyên bản bởi vì hôn nhân mà vui sướng lúc này như bị bao phủ bởi tầng mây đen. đại lão bản sẽ không vô duyên vô cớ gọi cú điện thoại này. cú điện thoại này truyền lại cho hắn vài cái tin tức trọng yếu. thứ nhất hồ quang hải lần này huyên náo rất lớn, khiến cho đại lão bản không cao hứng. thứ hai là trương dương giống như bị thất sủng trước mặt cố duẫn chi. Cô duẫn chi tuy nói không nhiều lắm nhưng lộ ra một sự bất mãn đối với Trương Dương. Lý Trường Vũ vốn giỏi về lĩnh hội tinh thần người khác, hắn ngồi xuống cạnh Trương Dương và bắt đầu lo lắng chuyện này. Việc thành lập ban quản lý tổng hợp khu du lịch, nhất là khi cảnh khu toàn diện mở ra sẽ trở thành tiêu điểm tại Giang Thành nên trong mắt rất nhiều người cái ghế quản lý này không thể nghi ngờ gì là rất êm ấm. Cho Trương Dương đi làm chủ nhiệm chẳng bằng đem hắn một lần nữa đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, ngay tại lúc này hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt. Tiệc cưới kết thúc, Lý Trường Vũ gọi Trương Dương ra bên ngoài, đem chuyện Hồ Quang Hải bẩm báo lên tỉnh thành nói với hắn. Trương Dương cũng có vẻ kinh ngạc, hai ngày này hắn bị lão bà của Hồ Quang Hải chửi cho sứt đầu mẻ chán, có câu là, không phải người nhà thì không vào cửa. Thằng cha này còn vô lại khó chơi hơn là Trương Dương nghĩ. Lý Trường Vũ thở dài nói, cùng Sơn Ác Thủy, bát phụ điêu, có lúc đắc tội với nhân vật quyền thế cũng không sợ, bởi vì ngươi có thể dùng cách đánh bại hắn, còn có ít người đắc tội với hắn hắn khiến cho cả nhà ngươi gà chó không yên trương dương giờ đây đã thấm sâu hắn nghiến răng nghiến lợi nói ta lập tức làm cho bọn họ nói không được lời nào lý trường vũ biết hắn có bổn sự này nên cười nói người a à, ở quan trường lăn lộn không ít thời gian trước khi làm một chuyện gì cần động não trước đầu óc phải đi trước quyền cước theo sau người đối với ban quản lý tổng hợp có ý kiến gì không ta thì không sao cả lãnh đạo phái ta đi nơi nào ta đi nơi đó hắn cũng nghe nói việc định điều mình đi làm tại ban quản lý tổng hợp nhưng đối với cái này cũng không có quá nhiều ý kiến. Nhưng Lý Trường Vũ lại xoay chuyển nói, ta cảm thấy ngươi chưa nhận thức được sai lầm của mình, hơn nữa tuổi của ngươi còn rất trẻ, chỉ sợ không có cách nào đảm nhiệm việc lãnh đạo ban quản lý tổng hợp khu du lịch này được. Ngươi không đến cục du lịch công tác nữa mà đi cục chiêu thương lo liệu công việc. Trương Dương có chút sửng sốt, Lý Trường Vũ nói vậy là có ý tứ gì? là người bảo ta đi làm ban quản lý tổng hợp nọ nay lại bảo không người coi ta là tiểu tử ngốc sao đổi thành là người khác thì trương dương đã sớm vô án nổi giận nhưng đối mặt hắn là lý trường vũ là người một tay đem hắn dẫn nhập vào quan lộ thời gian lâu như vậy lý trường vũ cũng không có lỗi với hắn bằng vào quan hệ giữa hắn và lý trường vũ thì lý trường vũ cũng không khả năng ra tay đối phó hắn tuy nhiên điều khiến cho trương dương càng thêm không thể tiếp nhận được còn đang đằng sau người lý trường vũ bổ nhiệm giữ chức lãnh đạo ban quản lý tổng hợp cảnh khu lại chính là hồ quang hải trương dương mặc dù không quan tâm đến cái chức này vì dù sao cấp bậc cũng không có tăng lên có làm hay không cũng không có gì nhưng chính mình bị cảnh cáo xử phạt chức trưởng phòng khai phá du lịch trường cũng bị bỏ đi còn hồ quang hải lại ngồi vào cái ghế đáng ra dành cho mình điều này làm cho trương dương cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa Lý Trường Vũ cũng biết trong lòng Trương Dương có suy nghĩ nên sau khi đưa ra quyết định này thì gọi Trương Dương vào phòng làm việc của mình. Trương Dương trên mặt cũng không có biểu hiện gì, hắn coi việc này là thất bại trọng đại lần thứ nhất trong kiếp sống chính trị của mình, vô cùng nhục nhã. Cho dù là lúc đối mặt với Hứa Thường Đức, Tả Viên Chiêu là đối thủ cấp cao thủ thì hắn đều có thể chiếm thượng phong. Lần này lại lật thuyền trong mương, lại thua trong tay một gã phó cục trưởng cục du lịch, uất ức, thật sự là uất ức tới cực điểm lý trường vũ chậm rãi nói có tâm sự gì à trương dương không chút nào giấu giếm gật nhẹ đầu ta xác thực có đánh hắn nhưng hồ quang hải cũng không phải hảo nhân gì lão bà hắn suốt ngày đến cục du lịch chửi bới hắn không sai sao lại còn được khen ngợi lý trường vũ mỉm cười nói hắn sẽ không phụ trách công việc tại cục du lịch nữa sau này tới ban quản lý tổng hợp công tác trương dương tức giận nói nguyên vốn không phải là để cho ta mà lý trường vũ gõ gõ đầu thuốc lá ý vị thâm trường nói ban quản lý tổng hợp là vì để chuẩn bị nghinh đón cảnh khu toàn diện khia trương mà thôi cơ cấu của nó có tính tạm thời có phần giống như ban tổ chức lễ phục dương đó giờ đây có chút quyền lực nhưng qua hai tháng sau ban quản lý này sẽ bị giải tán quyền lực một lần nữa trở về các cục người phải minh bạch người đừng thấy hồ quang hải giờ đây uy phong mà nhầm là ta chơi hắn đó ta bảo hắn giao ra chức cục phó cục du lịch sau đó cho hắn tạm thời giữ chức lãnh đạo ban quản lý qua hai tháng sau giải tán ban quản lý thì dạng như thằng chó này chỗ ngồi sẽ không có nữa. Nói tới mưu tính sâu xa thì Trương Dương còn kém xa Lý Phó Thị Trường. Trương Dương nghe Lý Trường Vũ giải thích thì thoải mái hơn rất nhiều, nhưng tại sao cảnh cáo xử phạt hành chính ta a? Cái này không ảnh hưởng đến sự phát triển của ngươi sau này mà còn tránh bị dân tình kêu ca, còn có nữa, cô Bí Thư cũng nghe nói chuyện này, hắn hình như rất tức giận. Lý Trường Vũ huyền chuyển nói ra chuyện này, có ý nói cho Trương Dương biết, Lần này cả lão Cố cũng không sướng ngươi, ta làm ra động tác này, mục đích chính là ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ, là ta bảo vệ ngươi. Tuy nhiên hắn còn có một mục đích khác là thám thính quan hệ chính thức giữa Trương Dương cùng Cố Duẫn Chi và trong đó đến tột cùng đang có chuyện gì xảy ra. Trương Dương nghe Cố Duẫn Chi khó chịu với chính mình TH, hắn đương nhiên biết rõ. Cố Duẫn Chi khó chịu là vì nữ nhi của hắn, Trương Dương tình cảm không chuyên hiển nhiên là chọc giận tới vị đại đương gia Bình Hải này tuy rõ lý do nhưng Trương Dương lại không có nói ra, tự tạo nghiệt thì phải tự kẹp đuôi làm người. Lý Trường Vũ lại nói, riêng công tác chiêu thương cũng đủ làm ngươi vất vả rồi. Sau này làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, không nên vì nóng giận mà làm bừa. Ta biết rồi, Trương Dương chẳng muốn nghe Lý Trường Vũ dạy bảo nữa, hắn đứng lên nói, cục du lịch thối nát, chuyện này sau này ta mặc kệ, bọn họ không phải tố cáo ta sao. Cứ để cho bọn họ tố cáo. Sau khi Trương Dương rời khỏi cục du lịch, trong cuộc du lịch từ trên xuống dưới đều chấn động. Mấy vị lãnh đạo cuộc thấy cuối cùng cũng đem cuộc khó khăn này đẩy đi, nguyên một đám vỗ tay ăn mừng nhưng rất nhanh họ tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh táo lại bọn họ cảm thấy có chút sợ hãi. Năng lực của Trương Dương bọn họ đều biết rõ, hơn nữa gã Trương Dương này căn bản không phải là kẻ chịu nén giận nhẫn nhục, hắn lần này rời đi do bốn vị lãnh đạo cuộc liên danh kiện lên cấp trên. Bất luận kẻ nào gặp chuyện như vậy cũng khó mà nuốt cơn tức này được, Trương Dương càng sẽ không, hắn sau này có thể nghĩ biện pháp trả thù hay không? Hồ Quang Hải cũng bởi vì sự kiện này mà rời khỏi cục di lịch nhưng hắn đi tới địa phương béo bở, là quản lý văn phòng tổng hợp, là nơi quyền lực của mấy cục gộp lại. Giờ đây việc đặt hộp đèn quảng cáo hoàn toàn do hắn định đoạt, không có người nào tranh chấp với hắn, cũng không còn ai dám tát hắn nhưng Hồ Quang Hải cũng sợ hãi. Cái này giống như hai người đánh nhau, có kẻ đỏ mắt liều mạng muốn tìm lại mặt mũi nhưng khi mình chiếm được tiện nghi, người ta lỗ vốn thì hắn lại tỉnh táo lại sau khi tỉnh táo lại mới ý thức được mình vừa chiêu chọc vào một cái phiền toái nhất từ lúc chào đời tới nay hồ quang hải sau khi nhận được quyết định bổ nhiệm thì chuyện thứ nhất chính là đẩy tân quang tập thể hình khí tài ra sau đó thông chi cho tô hiểu hồng tới ký kết hợp đồng hắn cảm thấy chính mình đã chiếm thượng phong mình là người chiến thắng người thắng nên có lòng khoan dung hắn muốn dùng cử động như vậy nói cho trương dương biết ta không so đo với ngươi ta muốn lấy ơn báo oán, hay ta xóa bỏ đoạn ân oán kia. Sau khi Trương Dương đi rồi cổ kính ngôn lại cảm thấy có chút áy náy, bình tĩnh mà xem xét, từ khi Trương Dương vào cục du lịch thì đối với hắn vẫn một mực tôn kính, hơn nữa năng lực công tác của Trương Dương rất mạnh. Một cái cục di lịch tầm thường bỗng dưng trở thành nơi ai cũng biết, làm cho trở thành một ngôi sao trong các cơ quan nhà nước ở Giang Thành. Tuy kẻ gây ra náo động là Trương Dương nhưng hắn cũng mang vinh quang đi theo theo địa vị tăng lên của cục du lịch các vị lãnh đạo cục trưởng cũng có nhiều mặt mũi hơn nhưng một người như vậy lại bị bọn họ liên thủ đuổi đi rồi. Lương tâm hắn cũng cảm thấy ái náy. Cổ kính ngôn sau khi cân nhắc thì lấy hết súng khí gọi cho Trương Dương, hắn đại biểu cho cục du lịch mời Trương Dương ăn bữa cơm chia tay. Trương Dương đối với việc hình thức này không bất kỳ hứng thú nào, hắn cũng biết cổ kính ngôn phải làm chuyện này, hắn tuy không phải người ý chí gom thâu nhộn nguyệt nhưng loại người cổ kính ngôn như cỏ leo đầu tường này hắn cũng chẳng muốn so đo oan có đầu nợ có chủ, cho dù hắn muốn trả thù thì cũng sẽ tìm tới Hồ Quang Hải, còn đám tiểu nhân đi theo châm ngòi thổi gió này hắn cũng không có hứng thú và cũng không còn tinh lực phản ứng. Sau khi từ chối cổ kính ngôn 10 sau, Trương Dương cúp điện thoại. Giang Nhạc lúc này đi tới giúp hắn pha trà rồi thuận tiện đem tờ Giang Thành Nhật báo hôm nay đặt ở trước mặt bàn. Từ khi Trương Dương vào cục chiêu thương làm việc thì Giang Nhạc trên cơ bản thành thư ký của hắn. Trương Dương nhìn tờ báo Thời gian gần đây Giang Thành cũng không còn cái đại tin tức gì, đầu đề trang đầu chỉ là một số chỉ đạo của chính quyền, phần lớn đều quay quanh vấn đề cải cách, đối với tin tức quốc tế hắn không có nhiều hứng thú. Giang Nhạc cầm theo chén trà ngồi lên ghế sofa rồi cùng Trương Dương nói chuyện về một số kỳ văn dị sự hắn mới nghe được. Hai người đang trò chuyện đến lúc nào nhiệt thì nghe tiếng đập cửa, Giang Nhạc đứng dậy mở cửa, chỉ thấy một thanh âm truyền vào, chỗ này có phải văn phòng thị trường không? Trương Dương nghe nói như thế thì không nhịn được cười. Hắn muốn ngồi trong văn phòng thị trưởng lắm nhưng cấp trên lại không đáp ứng a. Giang Nhạc lại kinh hỉ nói: "Chu lão sư, ngài tại sao lại đến nơi đây? Nguyên lại vị gõ cửa này chính là thầy giáo trung học dạy ngữ văn của hắn. Lão sư Chu Bảo Kỳ, Chu Bảo Kỳ là một trong tám lão sư giang thành, còn hai năm nữa là về hưu. Hắn lần này tới tòa thị chính là muốn cáo trạng. Giang Nhạc mời Chu lão sư vào trong văn phòng ngồi xuống." chu bảo kỳ vừa ngồi đã nói ta muốn gặp lý phó thị trưởng để phản ánh tình huống trương dương cùng giang nhạc liếc mắt nhìn nhau lý trường vỗ thật ra không dễ dàng gặp như vậy hai người đều có chút buồn bực chu bảo kỳ tại sao lại trà trộn vào tòa thị chính giang nhạc rót cho chu lão sư chén nước mỉm cười nói chu lão sư người uống nước rồi nghỉ ngơi một chút có chuyện gì đừng nóng vội nói ra nghe một chút đã để xem ta có thể giúp đỡ được ngươi hay không chu bảo kỳ tiếp nhận chén trà uống một ngụm trà rồi nói, Lý Phó Thị trưởng không phải chủ quản giáo dục hay sao? Vấn đề của giáo viên chúng ta hắn không quản thì ai quản? Chuyện của cục giáo dục hắn không quản sao? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 190